trên 27. Bây giờ bài vở bên đầu đề tam các vị chắc cũng không cần chấp nhiều, bởi vì các vị có bài rồi. Giảng này. Kinh 27. Theo chú tiểu đó nha, tiểu kinh tự tích. Chu lá hát thí là con voi nha. Hát thí bá đá là cái chân, nhưng mà đây là bá đô bá má, tức là cái ví dụ. Ô bá má là ví dụ. Cái này là cái chân nè, hoặc là dấu chân. Còn cái chữ ô bá má này nghĩa là ví dụ. Còn cái chữ chu lá này đó là nhỏ. Hát thí này là con voi. Chu lá hát thí bà đô bà má sutta, tức là kinh ví dụ dấu chân con voi. Nhưng mà vì nó có hai bài kinh, một bài dài và một bài ngắn, cho nên các vị a la hán các ngài mới gọi cái bài ngắn là bài tiểu kinh, còn cái bài kia bài dài các ngài kêu là đại kinh. Vậy thôi, từ trong hai bài kinh này Đức Phật là dùng cái ví dụ cái dấu chân con voi. Đó học càng lúc càng khó mồm. Duyên khởi hai trăm sử dụng chu lá hát thí ba đô ba mát xuất tác. Chu lá là nhỏ nhé, chu lá hát thí thí là con voi, ba đá tức là cái chân hoặc là dấu chân, còn út ba mát tức là ví dụ. Nhưng tại sao mà bắt độ mà tại sao ở đây không còn là ú nữa mà lại là ô, là bởi vì chữ bà đá, chữ á đứng trước chữ ú thành ra là chữ ô. Phải xóa bằng chữ. Chứ nếu mà không xóa đó thì đọc rất là dài dòng. Hát đó, chu lá hát thì bà đá ú và mà nó rất là dài. Tại sao mình không trên các ngày mới ghép lại là chu lá hát thì bà đồ mà. Chứ giống như trong tiếng Anh mà nó có chữ mà chữ from alpha đó. From rồi alpha là từ xa. Nhưng mà ta đọc dính là thành là from alpha. From alpha thì cái luật, nó luật trong Bali cũng như vậy. Nhưng mà cái điều tiếng Anh thì nó không có đổi, mà nó chỉ là do mình đọc mình nuốt chữ. Còn trong tiếng Bali là chẳng những đọc nuốt chữ mà nó còn đổi luôn, viết nó cũng đổi luôn. Mà trong Bali là đỡ đó, chứ còn bên Sanskrit là nhiều khi thì nó ghép lại rồi đó, cái chữ nó còn mất tiêu luôn. Chữ nó có hai âm là như chữ ý xí. Chữ ý xí tức là ẩn sĩ ha. Mà nếu trước chữ ý xí mà nó là một phụ âm nữa thì dùng chữ á đi. Á trước ý nó thành ra e nha. Rồi đằng sau á cái chữ y đó, đó nó lại có một cái chữ một phụ âm nữa thì coi như nó bị nuốt. Ví dụ như là chữ nó chữ phải, nó chữ sanskrit. Chữ ý xí nó có nghĩa là cái vị ẩn sĩ, người mà hiền trí đó. Nhưng mà khi trong sanskrit họ họ cộng lại đó thì giống như là chữ má ha là lớn ha, rồi cộng với chữ ý xí là chữ sage, rồi cộng với cái chữ chữ cơm, bát cơm nha. Thì chỉ thấy chữ ý nào, ý này mà cộng với này thành chữ e. Rồi thấy chữ ý này không, chữ a này cộng với cái này thành chữ e, như vậy là thành ra là má hê, má hê. Rồi cái nếu mà một là ý gặp á là e, nhưng mà nếu trong trường hợp này ý mà gặp á đó thì cái chữ này nó sẽ biến thành là chữ giác, chữ quay nha. Cho nên nó một là nó, nếu mà nó ở giữa câu á thì nó có thể nó biến thành chữ e, nhưng mà nó cũng có thể nó biến thành là chữ giác. Cho nên ở đây nè, ý danh ná bắt tá, tức là bắt cơm của nhà ẩn sĩ. Cái gì cái gì coi coi ngó coi coi tôi coi coi nó còn cái chữ gì mà của chữ ý xí nữa không? Má hê chữ ý nè, má hê
Để chữ xí này nó cái chữ y cái chữ a trong tiếng Anh mà khi nó trong sanskrit nó đứng trước cái chữ một cái phụ âm á thì nó sẽ trở thành ra là chữ y, chứ là ma he xanh nó bạch cái gì coi nó còn cái gì của chữ này nó tiêu mà học chữ vạn là nó râu nó râu bao nhiêu trời nó con nhìn sao cái bên nhìn sao mà nó lôi ra được chứ sao mà râu ra đi sao cái chữ ý xí nè ai s ai phải không mà nó nhắc vô nó thành ra như vậy đó làm sao mà tôi tìm ra được trời ơi chết luôn nữa mất tiêu rồi. Rồi trong tiếng Anh nó có để diễn tả thì tương lai nó có cái là cái shall rồi will phải không ạ, mà trong Malay Bali nó khổ chỗ là cái chữ cá rô tí đó là làm là động từ này chưa có chia. Mà nếu mà nó biến thành là thì quá khứ đơn á, thì coi là cá rí. Nhưng mà nếu biến thành thì vị lai á, thì vị lai thông thường á, là cá rí sa tí. Thế từ chữ cá rô tí mà nó biến thành như cái là như chia danh từ là Patama Prasa, rồi Vachana Putho, rồi Vachana Putan, rồi Vachana Putan, rồi Vachana Putche, rồi chia và chia bằng tiếng Phạm chỉ nhanh như vậy thì tôi nghĩ mình thích. Nó chua quá mà cái đó hồi xưa tôi không biết ngày nói ngày còn nhớ hồi đó năm 80 hay dạy nữa bên đi học là mệt nhưng mà nó không có kiếm ra tiền không kinh quen hồi xưa nó có tiền cái nghề nghề ruột cái nghề nó giác á không phải là tiếng Pháp mà tiếng Bali cái cụ ngày đó phải đem cái nghề tới trái đem người xài và bây giờ người ta biết cái nghề giác là người ta biết cái tiếng Pháp chứ nghề giác có hai thứ mà nghề giỏi mà giỏi cực kỳ là tiếng Phạn với tiếng Miên. Tiếng Miên của ngài giác là giỏi hơn người Miên. Người Miên mà thất học có nghe không nổi. Người Miên mà thất học là nghe ngài nói họ không hiểu. Cũng giống như mấy vị giáo sư của mình mới về miền Tây nói chuyện là rất là mệt. Rất là mệt. Nhưng có điều ngày ngày trong cuộc đời bằng Pháp ngày đi làm việc giáo hội làm những chuyện nhỏ việc xài những cái sở trường. Mà tôi nhớ có lần sư trụ trì nói một câu thì sư nói về cái việc mình sư huynh có cái phước. Mà sư huynh cũng học tùm lum nhưng mà sư huynh có cái phước là những cái gì sư huynh học nó có chỗ dùng, chứ có phần lớn trong đời này có nhiều người có rất là nhiều người. Họ cực cho một cái gì đó với cuộc cái mà nó đem là chén cơm họ phải là cái đó. Thế nhưng ông Diệp cũng học cũng là dược sĩ ấy. Nhưng cái bộ là cái cuối cùng của đời mới xui là cái kiến thức đó không biết ông được gì hết, ông phải đi là ông bán cái khu series thôi. Đó phải nhận đó là cái bất hạnh, phải nhận đó là cái bất hạnh. Tôi biết rất là nhiều người như vợ có sĩ quan là có rất là nhiều bằng cuối cùng thì bà không xài những cái người khi người ta đến Mỹ thì chỉ cần gốc một gốc tư bà để là lương cao rồi còn này bà lương bóng mà không chịu xài trên siêu đi nó chỉ trong đời nó trong cái may mắn là nó đã là không giống nhau đừng nói là cái xui mà đem so với cái rủi ở cái may cái rủi là đã khác nhau rồi mà cái may nó cũng khác nhau có người họ học giỏi nhưng tất cả những cái họ học là có chỗ dùng hết. Sư huynh nói là không có cái gì mà sư huynh biết mà không có chỗ dùng. Nhưng mà tôi phải nhìn nhận trong đời tôi biết rất là nhiều người họ giỏi nhưng mà những cái giỏi đó không có chỗ dùng. Bằng chứng là ngài hòa thượng mà cái món rượu của ngài giác là thiệt tình á là ngài không có chỗ dùng. Và tiếng Pali với là chữ Miên ngài xưa có người ông sư lúc cũng mời nếu mà ngài bước ra mời ngài làm đại sứ chứ nhưng vì ngài muốn tu trái quốc luôn cái ruột ngài không có xài xài cái tay trời. Cái chuyện rất là thường, cái chuyện rất là thường, cái rất là xui không cho nhiều rồi đó cô không có xài. Ok bản mình ở ngoài tôi nhìn cái bản mình không biết mình học cái gì nữa. Cha nút xô ní nhé, cha nút xô ní rồi dinh sự Phật ngự tại kỳ viên và Bà La Môn và Bà La Môn cha nút xô ní
đến ý kiến, đến ý kiến. Và kể lại cho ngài nghe. Những gì mà thiên hạ sai gần, về những gì mà thiên hạ sai gần, vẫn thường khen ngợi Đức Phật, vẫn thường khen ngợi Đức Phật. Như là một người học nhiều hiểu rộng, như là một người học nhiều hiểu rộng, phải biện tài vô ngại. Biết biết bị biện tài không? Biện tài là cái khả năng lý luận á. Biện tài vô ngại chấm. Đức Phật dạy rằng tất cả những điều đó thật ra không đủ để vẽ nên một chân dung đích thực, không đủ để vẽ nên một chân dung đích thực. Về một bậc chánh đẳng giác xuống dòng nội dung kinh, Đức Phật dùng ví dụ những người đi rừng. Có thể dựa vào những vết tích trên đường đi, có thể dựa vào những vết tích trên đường đi để nhận ra sự có mặt của một thất tượng rừng, để nhận ra sự có mặt của một thất tượng. Thất tượng là một con voi đó, thất tượng. Không biết, tôi không biết sao đến ngày xưa ông bà con voi kêu là thất luôn, tại cái chân nó bự quá. Để nhận ra sự có mặt của một thất tượng rừng to lớn, phải ngài dạy rằng để hiểu một người như ngài, phải chúng ta nhất thiết phải có một hiểu biết nhất định, chúng ta nhất thiết phải có một hiểu biết nhất định. Về cái gọi là ngũ uẩn pháp thân từ cái gọi là ngũ uẩn. Có bị biết ngũ uẩn pháp thân không? Có hai thứ ngũ uẩn, ngũ uẩn sắc thân và ngũ uẩn pháp thân. Ngũ uẩn sắc thân á, tức là sắc thọ tưởng hành thức, cái đó ai cũng có hết á. Còn ngũ uẩn pháp thân á, là phải người tu mới có: giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Có biết cái đó ghi cái đó thì ngũ uẩn sắc thân á, ngũ uẩn sắc thân tức là năm uẩn thông thường mình á, sắc thọ tưởng hành thức. Còn ngũ uẩn pháp thân á, ngũ uẩn sát thân á, chính là sắc thọ tưởng hành thức. Còn ngũ uẩn pháp thân á, chính là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát ở đây, giới định tuệ các vị hiểu rồi phải không ạ?
còn giải thoát là gì biết không? Là đạo quả. Còn giải thoát tri kiến chính là 19 cái trí trí phản kháng. Cậu chữa cậu cái đó rồi phải không ạ? Cô Hương chết tới đâu rồi? Giải thoát mẫu đơn, đạo quả, rồi đóng mẫu đơn lại nha. Giải thoát là mẫu đơn, mẫu đơn, giải thoát mẫu đơn đạo quả, để mình mới biết đạo quả là mình mới biết cái giải thoát ở đây trong trường hợp này cái giải thoát nghĩa là gì. Và giải thoát thì kiến chính là 19 cái trí phản kháng, 19 cái trí đó là trí gì? Không phải sơ đạo, tất cả các tầng hữu quả hữu học á, thì một cái người mà đắc tất cả là 4 tầng thánh gì, thì mỗi một tầng như vậy đó, khi mà mình đắc xong đó thì mình trải qua 5 cái trí phản kháng. Tức là khi mình đắc tu được hoàn xong đó là mình tự nhiên mình có khả năng mình suy xét rồi mình đã diệt được bao nhiêu phiền não. Đó là một cái, đó là phiền não mình đã diệt được bao nhiêu, phiền não mình chưa diệt đó, là bao nhiêu. Rồi phản kháng đạo, tức là cái đạo mình đắc, cái thánh đạo là cái đạo gì. Rồi quả là thánh quả gì, phản kháng đạo, phản kháng quả và phản kháng niết bàn. Tức là mình hiểu cái niết bàn. Tự nhiên lúc mình cái sự giác ngộ của mình nó ra sao, gọi là phản kháng niết bàn. Sự chứng ngộ của mình nó ra sao thì đó, cái nội dung của sự chứng ngộ đó đã được gọi là niết bàn. Nhưng mà tại sao chỉ 4 tầng thánh mà nhân cái năm là 20, mà tại sao đây chỉ kể có 19? Tại vì đến A La Hán thì họ chỉ suy nghĩ những cái phiền não đã diệt, chứ còn họ không có phải còn nữa. Đúng rồi, đó là 19 nha. Rồi chấm. Phải với một hành trang như vậy, phải với một hành trang như vậy, phải với một hành trang như vậy, phải người ta mới có thể hiểu được Đức Phật một cách đúng mức. Người ta mới có thể hiểu được Đức Phật một cách đúng mức. Xong chưa? Bây giờ tôi giảng sơ sơ chút. Tức là Đức Phật ngày lúc ngày sắp niết bàn á, thì ngài đang khóc quá đi. Cái Đức Phật ngài mới nói, ngài nói những gì á mà Như Lai cần phải làm cho các đệ tử, Như Lai đã làm hết rồi. Đó là những lời dạy về hướng con đường giải thoát, Như Lai đã làm hết rồi. Các mấy thầy á, không còn có cái gì mà phải mà trông đợi ở ta nữa. Thì giống như một người thầy mà nó dạy hết, không có nắm cái gì trong bàn tay mình hết. Hoặc giống như một người cha mà chết để lại cho tài cho con, để làm cái chút thư, một cái will cho con, mà thật ra là để hết rồi, không còn cái gì nữa hết. Thì các vị tỳ kheo cứ vậy mà tu. Thì như ngài nói rằng đừng nghĩ rằng khi ta mất rồi chư tăng không có thầy, mà chính những gì ta dạy đó chính là thầy cho các vị. Ngài nói như vậy xong rồi ngài mới như vậy. Bởi cuối cùng của gì cuối cùng đưa tang cho cô Thu Hồng em bắn, tôi có nói được một chuyện đó là cái vụ quán tôi gỡ nghe đó. Tức là cái hình ảnh Đức Phật trong lòng mình có lâu bền hay không là tùy thuộc vào do cách hiểu của mình đối với ngài, và Đức Phật trong lòng mình có đẹp hay không là do cái kiến thức của mình về ngài. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ có một cái có cái máy ảnh mà nó chụp được cái tư tưởng của mình á, thì tôi nghĩ Đức Phật của tôi rất là đẹp, các vị sẽ giật mình. Bởi vì một cái người có chánh niệm, lúc nào cũng sống bằng chánh niệm, lúc nào cũng sống bằng tâm từ bi với vô lượng chúng sanh, thì các vị hãy tưởng tượng cái tướng điện đẹp quá nào. Nhưng tôi động ngàn kim triệu là tôi gặp những vị lớn, tôi hay nghĩ đến Đức Phật đó. Cái mặt hiền mà nói cái gì không có nói gì có ý hại người ta đó, mà cũng có ý tà tâm, nói cái gì người ta thương mình, đúng là tà tâm đó nhỉ. Rồi bắt mình nói cái nó đã cơn giận của mình, đó cũng là tà tâm. Để nói bằng tâm tham, nói bằng tâm sân. Còn đằng này cái ngôn ngữ Đức Phật là ngôn ngữ của một người chánh niệm, ngôn ngữ của một chánh niệm, và đó là ngôn ngữ của một người muốn cho người khác được an lạc. Thì các vị hãy tưởng tượng cái người mà có chánh niệm, họ đi đứng họ nói năng ăn uống nó ra sao. Rồi cái người mà luôn luôn nghĩ về người khác bằng cái lòng thương mến thì sẽ ra, họ sẽ ra sao. Cho nên là chỉ cần chừng đó thôi,
Nên có một lần nó có một cậu bé người Pháp hỏi thầy Hòa thượng Nhất Hạnh là: "Thầy ơi, theo thầy thì mặt mũi Đức Phật như thế nào?" Thầy Nhất Hạnh ấy, theo thầy chắc Đức Phật giống như Thánh Lăng Đi, nhưng mà đều đẹp trai hơn chút. Thánh Lăng Đi là thánh ngộ đó. Lăng Đi là ổng là người mà đem lại độc lập cho, ổng là đấu tranh cho Ấn Độ đó. Ổng không có đẹp trai, nhưng mà ai mà đang giận hờn ổng là không giận được, vì ổng mà đẹp cho ổng mặt hiền á, ổng rất là hiền. Và thủ tướng Ấn Độ ta nói là nó không muốn cái gì thủ tướng cũng cho, vì thậm chí ông muốn lên mây thì thủ tướng cũng muốn đưa lên mây nữa. Nhưng mà ổng nói này, đất nước Ấn Độ năm 1947 người Anh họ giao trả lại cái độc lập đó, thì ổng cứ một cũng có cái khăn tròn màu trắng một tuấn người ổng, cái quốc phục người Ấn Độ đầu ổng thì ổng đầu trật cả đầu lóc, ổng yếu đi, ổng mang cái đôi dép kẹp rồi chống cây gậy, ổng đi lang thang lang khắp Ấn Độ, đâu có ai mà dân họ bởi vì có một cái cuộc chiến Ấn Độ, cuộc chiến triền miên qua nhiều đời không dứt, đó là cuộc chiến tranh tôn giáo giữa người Hồi với người Ấn Ấn Hindu á. Mà ở đâu có cuộc tương tàn là ổng tới đó, bữa người ta đang đánh lộn hai làng đánh nhau, đó là ổng đứng chính giữa, ổng đừng có đánh nữa, anh em có một nhà, nếu mấy người đánh nhau nữa tôi không ăn cơm đâu. Rồi đó ngồi đó ông tự thực thầy tưởng không làm chính trị, mà cuối cùng nó chịu nữa, cái hai bên nó tới ông nó thôi gì còn lại cha thì về ăn uống đàng hoàng, tôi không có đánh nhau nữa. Còn nó đang dắt đá đất chọi nhau, chọi cảnh sát rồi nó lấy cây đập qua đập lên, ông tới ổng không có vũ khí, ông đi mình không nha. Mà ông tổng thống, ông thủ tướng Nehru Ấn Độ thương lắm, sợ bị ám sát, cho nên đi đâu cũng cho vệ sĩ bảo vệ. Ông biết được ông giận, ông nói không có vệ sĩ, người bảo vệ ông chính là dân chứ không ai. Nếu dân muốn giết ông thì bằng vệ sĩ bao nhiêu cũng đủ, mà dân thương ông rồi thì bao nhiêu vệ sĩ cũng không cần. Đấy, cho nên ở đâu có đánh đá thì của ông tới dàn xếp. Hồi Ấn Độ chưa được độc lập á, thì ông đấu tranh chống người Anh, ông vận động người dân Ấn Độ khắp nên thế giới không có dùng đồ của Anh Lê, chỉ dùng đồ Ấn Độ thôi, ăn đồ Ấn Độ, mặc vải sò là phải là vải do người Ấn dệt chứ không phải là vải của Tây phương. Ông có lúc ông chống nước ông nó không có đụng với cái đồ cơ khí, ông không có đi xe lửa, ông chỉ đi xe ngựa xe bò thôi ha. Rồi nói chung cái gì mà liên hệ đến Tây phương là ông có đụng tới. Cuối cùng người Anh trả là độc lập cho Ấn Độ xong, ông vẫn tiếp tục con đường đấu tranh không. Hồi đó là ông chống ngoại xâm thực dân đế quốc, còn bây giờ ông xoay qua là ông dàn xếp cái tình cảm huynh đệ trong quốc dân. Mà phải nói rằng mọi người mà sống bằng cái tâm hồn như vậy thì phải nói rằng tôi không có gặp mặt ổng, nhưng tôi nghĩ rằng ổng cũng đáng người để mà đảnh lễ chứ. Cho nên khi mà tôi đọc về sử danh nhân như về cái tấm gương nghị lực của thầy Huyền Trang, khi thầy thấy kinh điển Phật giáo Bắc Tông mà nó bị sai lệch nhiều quá, thầy mới đi qua bên Ấn Độ thầy thỉnh kinh đó. Thì những tâm hồn như thầy Huyền Trang hay là Thánh Lăng Đi hay là ông Einstein hoặc là bà Helen Keller, những tâm hồn đó tôi phải nói rằng tôi không bằng họ, nhưng mà tôi phải nói rằng tôi lớn lên cái đời sống tâm tư tôi lớn lên là nhờ họ, nhờ họ, tức là người giàu tôi có hư đốn gì đến mấy đi nữa, nhưng mà tôi vẫn có chỗ có cái trong để trong đầu tôi thờ. Mà người ta người Tây phương có con hay nó khi mà bạn biết biết tôn thờ cái đẹp, tôn thờ cái chân thiện mỹ, tôn thờ cái tốt thì bạn đã được tốt hơn phần, hiểu không? Mình đam mê cái gì là khi mà mình đam mê cái gì đó là mình đã có được cái đó hơn phần rồi. Và tôi nhớ con câu nói trong sách mà không biết của Tây của tao luôn, nhưng mà cái khác nữa, khi mà bạn quyết định hạnh phúc là bạn đã được hạnh phúc hơn phần, bạn có hiểu rồi đó. Khi bạn quyết định là mình sẽ sống hạnh phúc là mình đã hạnh phúc hơn phần rồi. Ví dụ như nhìn chồng con đại mình quá rồi nó được rồi dẹp, tao qua Tết này là tao bỏ hết, mà khi mình nghĩ vậy là mình đã cái này anh cho hết hết được mấy chục phần trăm rồi. Còn cái kiểu mình kệ, mình làm vợ mình phải chịu, mình làm mẹ mình phải chịu, mình cái nỗi tư tưởng là tự mình đài mình trước khi cái khổ nó đài mình. Cho nên tôi nhớ hoài có một câu danh ngôn, có một câu rất là hay: người bị thương, người bị thương á, bị người ta đâm á, mà cứ nhớ hoài về vết thương của mình là coi như bị thương nhiều lần. Có hiểu rồi đó. Như tôi chửi vô mặt mấy cô giận lắm, nhưng mà nếu sau đó các vị quên thì coi như các vị mới các vị chửi mạnh, nhưng mà cứ về mỗi lần nhắm mắt lại là nhớ cái tiếng chửi vang vang lại, coi như các vị bị chửi nhiều lần, bị chửi lần nữa. Cái đó nhiều Phật, nếu Phật dạy nhiều cái mà phải nói là nó hay lắm chứ không phải đâu nha, rất là hay. Cho nên khi mà bạn quyết định bạn tôn thờ cái gì đó, là trong người bạn đã có một phần của cái đó rồi. Cái gì tại sao mình mến Đức Phật, không phải là vì ngài linh hiển ngài đẹp trai quá hào quang xẹt tùm lum tà la như điện đâu thế gặp nước mưa, không phải. Mà mình phục ngài chỗ là trong những người sân hận ngài không có sân hận, trong những người tham lam ngài không có tham lam,
trong những người đa dục ngài không có, tham dục, trong những người thù quán thì ngài rất là bi, trong những người u mê ngài là rất là trí tuệ. Và khi mình thờ tôn thờ cái bóng hình như vậy đó, trong lòng mình nó một phần đã là của Đức Phật rồi. Và khi nào mình thờ phụng ngài như vậy là mình nó ok rồi. Và tôi không có thương ai mà nhờ tôi tính thờ những danh nhân, cho nên tôi thấy có một khúc nào đó người tôi cũng danh nhân mà biết khúc nào biết khúc nào được cái người ăn len nó lên you are what you think of, có hiểu không? Tức là vua chính là cái gì mà vua vẫn là chữ từ, chứ còn mình ngồi nói còn lâu lắm tôi mới bằng Phật, còn lâu lắm tôi mới bằng ông Gandhi, còn lâu lắm tôi bằng Phan Bội Châu, còn lâu lắm tôi mới bằng ai đó, mình nghĩ vậy là bậy. Mà kêu mình biết tôn thờ cái đó là mình đã lầm nữa rồi đó. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là các vị đừng bây giờ tôn thờ tôi, vì các vị tôn thờ tôi là các vị đã là tôi đến một nữa kêu giá luôn á. Cho nên bây giờ tôi giải bắt đầu đề tài. Cho nên muốn biết Đức Phật trong lòng mình đẹp hay xấu là mình coi mình hiểu được gì về ngài. Mình hiểu về ngài mơ mơ màng, thì mình nghĩ là ngài là linh lắm, nhờ cái cõi nào đó đứa nào mà cầu nguyện nhiều cúng cho bạo vô đốt nhân cho khá vô thì mình ngài phù hộ. Mà nếu mà mình nghĩ vậy thì Đức Phật ngài không giống, là tôi không biết gì. Nếu mà nghĩ vậy Đức Phật giống cái gì tôi không biết nha. Nhưng vì mình hiểu là ngài là người như vậy đó, mình hiểu đúng về ngài đó thì mình mới thấy rằng ngài đẹp. Tôi nói ngài không cần 32 đại nhân tướng, 32 hảo tướng không cần. Với cái tâm hồn như vậy là người đó đã đẹp rồi. Và trong đời tôi phải nói rằng tôi không dám xả chữ phải lòng, nghe nó kỳ quá, nhưng mà trong đời tôi cũng chết lên chứ xuống là đại ấp đại đau là vì một vài người mà cái tâm hồn của họ nó đẹp quá, chính cái tâm hồn nó đẹp quá nó làm cho tôi quên đi cái hình thức của họ. Bởi vì có nhiều người họ đẹp mà họ có người họ tôi ghét quá đi, cái tính tình tôi ghét quá, cho nên là mình quên cha nó cái đẹp của họ đi. Ví dụ như bây giờ trong lớp mình có ai, cái việc tưởng tượng như lớp mình ai mình có nhìn có tâm nhất, người đó không có lo gì cho mình, ăn mình cứ lo đồng tiền của họ, lo cái tiệm của họ, mình cũng bớt phát. Nhưng mà người khác mình thấy bình thường, nhưng mà họ lo cho mình nhiều thì mình cũng phát. Nên đánh cái nết nó chết cái đẹp, mặc dù tỉnh thoảng cái đẹp nó đánh đẹp cái nết. Nhưng cái giá điện này rất là lớn, cái có thể ý đẹp mình ngon mà đừng có thấy xấu buồn. Ông sực ra nó còn hay là lớn quá sao phát tâm được, nhưng mà cái đó là có một cái hạnh tôi không bao giờ vào bóng màng đến cái chuyện gì hết, không bao giờ bóng màng hết, mà cứ vô chùa chứ một trên là Phật, dưới là nghe pháp rồi biến. Còn ở chùa ai có xin lỗi có là cũng giống như nhảy đầm lên trên chùa cũng nói không tới giờ. Và khi bà hai na nhỏ người bà cũng tuyết vậy mà mập mập hơn chút tướng ngon hơn mà vậy đó chết ngắt rồi mà thứ nó chết hiểu cái bài. Ừ, đúng rồi. Tâm là gì? Ok, đó, hôm nay là học đúng tâm trạng của tôi luôn đó nha. Giờ tôi đọc thôi chứ tôi khỏi có cho quý vị viết nha. Tâm đề thiền toái dịch từ chữ Pali là Sankilittha nha. Mà cái chữ Sankilittha này đó, cái chữ Sang này nó là một tiếp đầu ngữ để nó bổ nghĩa thôi nha. Nó bổ nghĩa cho là rộng nghĩa thêm. Chữ Sang này nó là chỉ một tiếp vị ngữ thôi, cộng với clip thác nè 200. Mà clip thác này đó nó lại cùng một nghĩa với chữ ký lê xá hoặc là ký lê sát tí, có nghĩa là phiền não. Cái ký lê xá là phiền não, mà ký lê sát tí có nghĩa là sự sôi sục. Hồi nhỏ đó tôi không có hiểu, tôi nghĩ tại sao mà phiền não gọi là ký lê, gọi là sôi sục. Mà khi nào có vị mới thấy, vì có vị mới để ý mới thấy, khi mà mình giận á nó nóng sôi người lắm. Mà khi nào mà mình tha mái mình thử ai quá người cũng nóng bừng. Đó lý do tại sao mà khi mình không có tạo tâm mình đó lâu tay rồi chứ mình ngồi ăn thế này dưới, nếu mà dưới không có mấy cái thùng gì hết nó bắt đầu là chuyện này gà như đá qua đó là đá mà ăn không có trúng ớt mà mặt đỏ lừ với gì đó, khi nó đang phiền não nó đang nổ. Nên khi mà chàng cái nàng gặp nhau thì mặt đỏ bừng là đuổi xứ nè. Thật ra đúng là mặt đỏ bừng, làm cái gì nó đỏ, lửa nó đốt, lửa ái nó đốt chứ tự nhiên mình chửi nó đuổi xứ thì mặt mình đỏ lại nhá, lửa nó đốt. Rồi mình chửi nó cái đồ gì xí trong cái mặt chợ rồi đi nghe giận nha bà bá, đồ chẳng tin cuốn ngựa
Mà tự nhiên cái mình nghe mình điên lên là lúc đó mình đang sôi. Cái viết cái phim mình vui quá, mình giận quá là người nó sôi lên. Trên cái chiêu giữ bạn là ký lê sa tí, sa sục, động từ là ký lê sa tí, còn danh từ là ký lê sa, cái là phiền não. Còn cái chữ ký lê thái này nó là past participle của ký lê sa, ký lê sa tí nha. Sang ký lê thái tức là phiền não, tức là cái pháp thiêu đốt. Thiền là pháp thiêu đốt phiền não, còn phiền não là pháp thiêu đốt thiện pháp nha. Thì ở đây đến Đức Phật ngày tôi bỏ tôi có nói rồi, có những cái tam đề đó mà ngài gói gọn tất cả các pháp trong đời vào trong đó, nhưng mà có những cái tam đề đó là ngài nói đến một cái khía cạnh nào đó trong đời sống này. Ví dụ như ngày nay bữa nay là mình học tới tam đề cần tối, thì Đức Phật ngài giảng ở đây cho chi thi nghe. Ngài nói rằng thứ nhất là ngài nói rằng trong thế gian này nó có ba vấn đề rất là quan trọng, đó là thứ nhất là các pháp phiền toái nó cảnh phiền não, tức là bản thân của nó là phiền não mà nó cũng bị phiền não biết. Rồi cái thứ hai đó là tất cả pháp phi phiền toái và cảnh phiền não, tức là nó bản thân nó thì không phải là phiền não nhưng mà người ta có thể biết nó bằng phiền não. Rồi cái thứ ba đó thì nó bản thân nó không phải là phiền não và nó cũng không bị phiền não biết. Cho nên các vị thấy rằng cái tam đề này mình mới nhìn qua mình thấy nó chặt nứt rồi, mình thấy pháp tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vũ khí nó mới có thể bao gồm tất cả mọi thứ trong đời này. Còn cái tam đề này nó đâu có cái gì đâu mà Đức Phật ngày cho nó nằm riêng một cái tam đề, mà thật ra nó rất quan trọng. Các vị nghe nè, theo đúng quy pháp, mắt tai mũi lưỡi của mình có phải là phiền não? Tại sao không? Nó chỉ là biết thôi. Đức Phật cũng thấy như mình, ngài cũng có nghe, nhưng mà Đức Phật đâu phải ngài mù ngài biết đâu. Cho nên là ngủ trong thức nó không phải là phiền não, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không có chánh niệm thì nó có tham và có sân, có thương và có giận, đúng không? Cho nên lúc đó đụng chuyện mình thấy là chỉ riêng cái tâm đề là đủ làm tu cả đời, hiểu không? Cái lúc mình đang đi tôn lại mình biết, bây giờ mình đang sống bằng 6 giác quan đơn giản, đi đứng nằm ngồi chỉ vậy thôi. Nhưng mà lúc đó có một cái giận, một cái thương nào mà nó đi qua trong lòng mình biết, cái này nó không cần thiết, bởi vì mình sống, cái sống của mình nó chính là sự vận hành, sự hiện hữu, sự tồn tại, sự có mặt của các giác quan. Còn cái chuyện mà phiền não nó có hay không đó là cái chuyện của mình, chứ thật ra là không có phiền não mình vẫn sống. Như Đức Phật không có phiền não thì vẫn sống hơn rồi. Cho nên là chỉ lấy đề tài là tu cũng được nữa. Thế là mình ăn mình biết, nếu mình suy nghĩ thì lúc mình đang ăn mà mình thấy nó đã quá, mình ngon, nó ngon. Tôi cũng phải có nói một cái dạo sơ để các vị thấy tại mình nghĩ là cái gì. Khi mà Đức Phật ngày thuyết giảng tạng diệu pháp á, là ngài muốn giới thiệu cho mình tất cả những vấn đề giáo lý quan trọng cốt lõi nhất mà theo từ nhiều góc độ khác nhau. Thí dụ như nếu các vị học 7 bộ diệu pháp của trong tạng diệu pháp, các vị sẽ thấy nó có ra một điều rất là đặc biệt. Đó là 7 bộ đó Đức Phật đề cập về tâm sở hữu sắc pháp của chúng sanh ở một cái cạnh khác nhau. Ở cái bộ thứ nhất là bộ pháp tụ, Đức Phật nhìn con người ở một góc độ khác. Ở cái bộ nhân giới định á, ngài nhìn con người ở góc độ khác, và ở bộ đại sứ, bộ phần duyên á, thì ngài nhìn con người ở góc độ khác. Thí dụ như ở bộ thứ nhất, ngài nói cái gọi là đàn ông đàn bà phàm thánh chư thiên ngạ quỷ á, nó chỉ là sắc thọ tưởng hành thức. Đó là cách nói của bộ thứ nhất mình đang học này. Nhưng mà trong bộ thứ nhất đó ngài lại có nhiều cách nói. Có một lúc thì ngài nói rằng cái gọi là chúng sanh nó chỉ gồm có ba cái thôi: thiện, bất thiện và vô kỵ. Có lúc ngài nói cái gọi là chúng sanh nó chỉ có gồm có ba cái thôi: hữu tầm hữu tứ, hữu tầm vô tứ và vô tầm vô tứ nha. Cho nên là tùy vào căn cơ của chúng sanh mà có cách tu khác nhau. Tôi nói cho các vị nghe, hồi xưa mình Việt Nam, tôi có quen một anh mà giờ anh đi qua Mỹ rồi. Anh đi, tôi không nhớ đi bang nào, nhưng mà anh rất là thân với sư huynh của tôi bên nhà, thân lắm. Ảnh mê cái computer, mê từ lúc ở trong nước rồi. Mà ở trong nước ảnh không có điều kiện để ảnh học, ảnh mê nó lắm. Mà cái mê nó bắt đầu từ cái chuyện là ảnh rất là giỏi vật lý về điện. Lúc anh học ở high school ảnh rất là giỏi. Khi mà anh đến đạo
ảnh đi chùa 15 năm, ảnh rất là mến Chư Tăng, nhưng mà nó không có cái gì mà nó đập vô tư tưởng ảnh mạnh bằng cái bữa đó sư huynh tôi giảng. Sư huynh nói rằng tất cả những danh pháp sắc pháp nó biến diệt nhanh như điện, và cái đời sống chúng sanh đó là chỉ là sự ráp nối của từng cái chớp nhoáng đó. Ảnh mê tích, ảnh nó còn không ngờ Phật giáo nhìn cái con người đó, nhìn cái cuộc đời này nó y như là vật lý, là khoa học. Ảnh chết ở trong đó, ảnh mê man rồi. Rồi tới ngày đi Mỹ, ảnh còn gửi thơ về, nó con sống ở nước Mỹ trong lòng con lúc nào con cũng nghĩ về có nhiều nữa. Những chúng sanh nó có duyên nữa đó. Rồi có những chúng sanh họ sống hưởng thụ nhiều quá, khi gặp Đức Phật ngày với nói thế này: A B C, rồi vua rồi chúa, đứa này là khác đứa kia là vì sao? Vì trong đời sống đứa này hỷ thịnh lạc nhiều hơn là đau khổ, còn đứa kia nó bất hạnh hơn, nên đời sống nó đau khổ nhiều hơn hỷ lạc. Đời sống của các người nó chỉ gồm là mấy cái phiêu linh nó ghép lại thôi, có hiểu không? Có hiểu không? Rồi nghe nói thế này, nghe nói tại sao đời là vô thường, là bởi vì lúc hỷ lúc lạc. Rồi hỏi tại sao gọi là đời là khổ, là vì hỷ lạc ít hơn đau khổ. Rồi tại sao đời là vô ngã, vì tụi bay không có đứa nào muốn đau khổ cả, nhưng mà nó vẫn cứ tiếp tục nó đau khổ, có hiểu không? Đối với cái đứa mà nó khoái về phiêu linh, nó sống nặng về cái cảm giác đó, thì ngày đêm cái này là ngày dạy nó. Rồi con đứa mà nó nặng về cái gì, ngày dạy nó cả đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà chư Phật ba đời đó, vĩnh viễn là một cảnh giới rất là riêng tư so với các vị đại đệ tử. Thí dụ như ngài Sa La Phất, Đức Phật ngài xác nhận rằng ngoài ngài ra không ai có được một phần 16 trí tuệ của ngài Sa La Phất. Nhưng mà ngài Sa La Phất vĩnh viễn là học trò của Đức Phật, là vì sao? Vì ngài Sa La Phất lanh gì lanh, khôn gì khôn, ngài không có thể hiểu được thấu đáo cái căn cơ của chúng sanh. Thế giờ ngài thấy người đó hiền lành thì ngài nói cái pháp cho nó thích hợp với cảnh hiền lành. Rồi cái người thấy khôn lanh thì ngài dạy thấy khôn lanh. Nhưng mà ngài không đủ sức ngài phân biệt giữa một chục đứa khôn lanh đó, khôn lanh một nó khác khôn lanh hai thế nào? Rồi cái thằng thứ hai nó khác thằng thứ ba thế nào? Ngài Sa La Phất không biết cái điểm đó. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Bây giờ riêng về cái thời gian tu học đó là ngày, thời gian tu Ba La Mật đó là ngày chỉ tu có một A Tăng Kỳ 100 ngày này kiếp, mà Đức Phật á thì là 20 chưa hết thời gian hơn, mà cái quality cũng khác nữa. Tôi nói có hiểu không? Có hiểu không? Thì ví dụ như tôi học chưa hết high school, rồi cái tôi qua Mỹ cái tôi cũng đi làm lao cửa kiến cho mấy cái nhà hàng vậy đó thôi. Rồi cái ông tiến sĩ đó, ông ở Mỹ, ông làm cũng ở Mỹ 20 năm giống như tôi, nhưng mà ông làm công việc mà nó hợp với kiến thức, ông làm manager cho mấy cái hãng lớn của Mỹ. Thì sau đó đi về Việt Nam, hai ông đi về thăm quê, cái người ta hỏi: ủa sao hai ông tiền bạc khác nhau? Tôi không thể nào nói, tại vì ông ở Mỹ trước tôi 2 tháng, nói vậy nó bậy. Tôi là 20 năm mà thiếu 2 tháng, còn ổng 20 năm mà đủ. Đâu thể nào mà dựa vào cái chuyện thiếu đủ đó mà nó ổng hơn tôi, mà phải nói là ổng hơn tôi về cả cái trình độ nữa. Cái quality của công việc ổng nó cao hơn cái quality của tôi. Cho nên đối với ngài Sa La Phất, mình không thể nói rằng thời gian Ba La Mật của ngài 1/20 của Đức Phật. Thời gian thì nó nói như vậy, nhưng mà về cái chất lượng thì nó không phải. Bởi vì Đức Phật từ lúc mà quỳ dưới chân Đức Phật Tăng Hăng Ca Đá, cho đến Phật nằm dưới chân Phật Như Năng, cho đến lúc ngài thành Phật, Phật dưới gốc Bồ Đề, trong suốt thời gian đó lúc nào trong đầu ngài cũng nghĩ đến một chuyện: ta thà vì chánh pháp mà ta chết, ta sẵn sàng vì pháp bố thí mà ta chết. Để làm tròn hạnh bố thí ta mất mạng ta không tiếc, để làm tròn hạnh giữ giới ta mất mạng ta không tiếc, để làm tròn cái hạnh xuất gia đó ta mất mạng ta không tiếc. Tôi đây tôi định nghĩa cho lớp nghe một chuyện hơi lạc đề, nhưng mà sẵn tiện từ mốt tôi quên đúng không nhớ. Cái chữ xuất gia đó 95% Phật tử đều hiểu rất lắm, tức là trong 10 pháp Ba La Mật là bố thí trì giới rồi có tới xuất gia. Mà thật ra cái chữ xuất gia là do các ngài mình thích cái ngài dịch. Mà chữ xuất gia đó nếu mà hiểu đúng nghĩa đó thì mới được, còn nếu mà chữ xuất gia chỉ nghĩa là cạo đầu đắp y gọi là xuất gia thì không được. Cho nên ngày xưa bên nhà tôi có gặp một số Phật tử, họ hỏi tôi rằng: sư ơi, người cư sĩ đâu có hành Ba La Mật được, đâu có hành đủ, tôi hỏi sư kỳ gì? Cái họ nói rằng là không có xuất gia. Tôi nói bậy, cái chữ trong cái chữ Phạn, cái chữ Nikkhamma nó không có nghĩa một nghĩa đơn giản là cạo đầu đắp y, mà chữ Nikkhamma nó có một cái nghĩa rất là đặc biệt, có nghĩa là sự đi ra. Nikkhamma Nikkhamma, hai chữ M nha. Mà chữ Nikkhamma này nó là past participle. Ở đây có ai nhớ past participle? Ok. Nó là past participle của chữ Nikkhamati. Chữ Nikkhamati nó có nghĩa là go out. Nó nghĩa là go out nha. Nó có nghĩa là đi ra, đi khỏi, hoặc là rời. Nó có nghĩa là rời bỏ. Nikkhamati tức là rời bỏ, tức là tôi từ ở điểm nào đó tôi bỏ, tôi bỏ ở điểm đó, tôi đi. Là chữ nào cô? Chữ Nikkhamma, hai chữ M.
Chữ E đó, đúng rồi, chữ R, K, K. Dạ, còn ở dưới thì N, E. E, đúng. Bởi vì khi mà làm past participle, past participle trong trường hợp này người ta biến dạng nó chút, transform nó chút xíu vậy đó. Đó là past participle của chữ nick không mà tí. Như vậy đó. Cho nên rồi Đức Phật này cũng giải rõ, cái xuất gia nó có bốn. Tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Rồi thân tâm, tâm xuất gia mà thân xuất gia, thân xuất gia mà tâm xuất gia, thân tâm đều không xuất gia và thân tâm đều xuất gia. Thì ở đây tôi chỉ đang nhắc sơ thôi, thân xuất gia mà tâm xuất gia tức là có hành thức mà không có lý tưởng giải thoát. Rồi có những người có hành thức giải thoát, có nội tâm về hướng đến giải thoát nhưng mà họ không có điều kiện đắc y mang bát. Rồi điều kiện thứ ba là tâm, thân tâm đều không giải thoát tức là thân tâm họ đều là cư sĩ hết. Trạng thứ tư là những bậc xuất gia mà đúng nghĩa bậc chân tu, tức là nghĩa là thân tâm họ đều thanh tịnh để muốn giải thoát. Bồ Tát cũng có cái dễ vui, nhưng mà cái dễ vui của một cái người biết đạo nó khác cái người không biết đạo ở chỗ là trên đường các ngài thỉnh thoảng thấy hoa lá bên đường các ngài ngắt những người lấy người hái, đó là giây phút dễ vui của người biết đạo. Cái giây phút dễ vui của người biết đạo nó chỉ có nghĩa là mất thì giờ cho hoa lá bên đường, hoặc là ghé cho mình trên đường đi, mình ghé nếp sớp mình đi về Đà Lạt chụp đường thấy có mấy cái tiệm antique mo mình cũng ghé cho mình chơi, nhưng mà nó một chút rồi mình đi. Còn cái dễ vui mà của người không biết đạo thì nó là cái sự bò mẫn mẫm của một người mù mà đi lạc đường, đã mù rồi mà còn đi lạc đường nữa, lấy lạc đường là nó thấy là thiên tu là không tới rồi, còn thêm cú mù nữa, mà thêm cú bất hạnh nữa là ban đêm còn chết lớn nữa, ban ngày mà mình đi lộn mình còn mò, có người còn nhắc, còn ban đêm bản thân mù mà lại đi lạc, lại thêm bóng tối mà thấy đường ta dắt mình đi. Đức Phật nói có những người mà thiếu phước duyên á, bản thân họ không tu học được nhưng họ có thể được người khác nhắc nhở, nhưng có những người thiếu thiếu phước duyên nữa, bản thân không thể tu học và cũng không được người khác nhắc nhở. Ngày ví dụ trường hợp như ông Đề Bà Đạt Đa đó, khi một bị đất rút rồi, ngày ngồi trong chùa này, trong kinh nói ông nói với ông Cô Kalika đệ tử, ông nói rằng cho thầy vào gặp Thế Tôn. Thì Cô Kalika nói thì thầy tắm rửa chút xíu thì mới vô gặp, thì ông bệnh mấy ngày nay mà ông bước xuống hồ, khi bước xuống bị đất rút. Thì Đức Phật nghe ông vậy, ngày mà trước khi mà ông bị đất nó rút đi, không phải là có người kéo mà rút ra đất nó sụp 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 giống như hiện tượng động đất kia, người nó tụt xuống. Thì ông chấp tay ông nói rằng con đã hiểu con phạm lỗi rồi, con xin cúng dường cái phần thể xác nào còn lại đến Thế Tôn. Rồi ông chết. Thì lúc đó Đức Phật ngày mới nói chư tăng rằng Đề Bà Đạt Đa hết cứu được rồi. Nó nói là có những người họ lọt xuống một cái hố phân mà họ còn ló lên được một chút gì để người khác không biết đường kéo. Còn có những người họ lọt xuống rồi họ không ló lên cái gì hết, để người ta không biết mình ở đâu để người ta kéo, và ta cũng có chỗ nào để người ta nắm người ta kéo. Thì mình dù có dễ vui lắm nhưng mà hãy nhớ nguyện một điều, mong cho đời đời kiếp kiếp không sinh ra, nếu mà có dễ vui xin cứ được gặp bậc hiền trí nhắc nhở cho. Như Đức Phật á, không phải là ngày dễ vui, nhưng mà lúc mà ngày còn Bồ Tát tự nhiên đến cái duyên nó khiến ngày đầu đi dạo cửa thành, mà lúc vua gia nói rồi hoa héo bên đường là phải dẹp, lá vàng là phải quét, người già người bệnh là phải không cho xuất hiện bên đường cho Bồ Tát. Nói chung con đường mà Bồ Tát đi đó, người đi dạo 4 ngày mỗi ngày người đi hư ra một cửa đông tây nam bắc thành ra tiền la về, thì mỗi ngày vua cha cho dọn sạch cái con đường đó. Và trong 29 năm trời ở hoàng cung đó, Đức Bồ Tát chưa hề nhìn thấy một cái hoa héo hoặc là một sợi tóc bạc trên đầu một cô cung nữ, cô nào mà cái cười mà có dấu chân chim là đã cho vì thôi, không có hiện tượng mà ho gà ho gió ho ban rồi sụ là không có. Trước mắt ngài nó là 29 năm, nó là cái gì cũng mơn mẩn thanh xuân cả. Thì khi mà ngài bước ra cửa thành như vậy nè, thì mấy vị trời, mấy vị chư thiên, mấy vị thiên nhân nó hiện ra cho thấy bốn cái cảnh, mỗi ngày cho thấy một cảnh, rồi khiến cho ông Chanh Ná tự nhiên mắc cái chứng gì bữa nói trôi chảy là thấy người bệnh ngày quay về hỏi tại sao người đó không giống ta với người. Thì Chanh Ná nói thì mà người nó không được khỏe nữa, ngày hỏi vậy mốt tay với người có vậy không. Cái Chanh Ná nói có thân nè, đứa nào không giống nào. Nghe ông nản rồi. Bữa sau gặp người già hỏi, cái ông cũng nói, ông nói giờ nếu đứa nào có mạng có sống thì phải già thôi. Rồi gặp cái lúc gặp cái xác chết, ông Chánh Á cũng nói như vậy. Tới lúc gặp thầy tu, Chánh Á giải thích ào ào. Trời đất ơi, thôi Bồ Tát nghe Bồ Tát nản. Nản đến cái mức mà vô trong vườn cái quyển ngồi, không màng đến trời đất nữa. Các vị nghe vậy các vị biết, 29 tuổi mà một người giàu sang mà lại có sức khỏe đầy đủ, có nghĩa là cái tinh thần người đó rất là good không? Nhưng mà sau khi thấy bốn cảnh ở trong vô trong ngự quyển ngồi tê tái, lúc ở trong hoàng cung mới đưa cái tin vô trong ra ngoài cho mọi người biết, nó hoàng hậu vừa sanh thái tử con trai đầu lòng,
con trai mà đầu lòng ở trên đời này có người cha nào mà không có xúc động. Ngài nói áo hô quá ta rau luôn, thêm một sợi dây trói buộc. Thì người quan hầu cận nghe như vậy với vua nói với vua Tịnh Tạng, vua Tịnh Tạng cho ngài làm vua mà nhưng mà vua nắm quyền. Thì vua nghe vậy cái vua nói rồi, hồi xưa A Tư Đà nói ông lớn lên đi tu, bữa nay nghe nó có con trai ông mới nói Arahulo, nghe là cái ông xác nhận con của ông là sợi dây con ổng. Vậy có nghĩa là ổng xác nhận là ổng bị cổng rồi, đúng không? Ông nói thôi được, ta sẽ đặt một cái tên làm kỷ niệm là tên Rahula, có nghĩa là trói buộc. Mà ông không ngờ đó là do cái lời than của ngài. Đặt tên xong cho thái tử xong thì ngài đi về trong hoàng cung nằm ngủ. Ban đêm thì ngài ngủ riêng một phòng, bà Gia Du ngủ một phòng, bồng rau lá ngủ một phòng, rồi ngài ngủ một phòng. Mà chung quanh nó đàn cá xuống, nó chơi tới khuya, nó mệt, nó ngủ mấy cô cung nữ ngủ. Thì giấc khuya ngài nằm ngủ thảo thức ngủ được, cuối cùng ngài đi. Ngài bỏ đêm ngài nghĩ là thôi thì tôi nhớ có câu là bỗng ngài nhớ lại ban trưa đã sanh thái tử mà chưa xem tường. Đứng ở cửa phòng nhìn con với nhìn vợ lần cuối, ngài nguyện ta đi là đau lòng nhưng mà ta sẽ chỉ trở lại khi nào ta thành Phật. Ngài nghĩ ngài đi ra, ngài kêu cha ná đang ngủ ngoài chùa ngoài mấy hiên á, có cái phòng riêng ngoài đó, ngài nói đưa ta đi. Trong kinh nói con ngựa kiền trắc của Bồ Tát nó dài, cái chiều dài của nó là 18 cái này nè, 18 cái 18 18 cái khuỷu tay, 18 hắc tay. Nó dài, mình nó đen tuyền mà nó có một sợi, nó có một cái đường lông trắng từ trên đỉnh chạy xuống, nó là một con, nó kêu con kỳ mã. Tức là nó hơn con ký, con tướng mã, nó giỏi lắm bằng lắm. Thì ngài nói ông xong thì hai thầy trò mới kể ngựa đi. Đi đêm đó ngày băng qua ba quốc gia. Nói thì Việt Nam mình là giống như đi qua Việt Miên Lào á, đi mặn đi xa như vậy. Xong rồi chắc sáng mờ sương ngày xuống ngày kêu trên á, tháo hết mấy cái đồ cân đai áo mạo, đưa nó đem về, đưa phụ vương nói ta không có về nữa, khi nào ta về. Rồi ngày mới lấy cái gươm này cắt tóc, ngày cắt tóc xong ngày mới thảy lên hay không, rồi nó nếu mà ta thành Phật á thì xin tóc đừng rớt xuống. Tâm ổng mạnh mà các vị đừng ngạc nhiên tại sao cái chuyện đó nó lại có và tại sao tôi tin chuyện đó. Giữa thời đại nguyên tử người ta vẫn tin, bởi vì cái phước của mình ít quá cho nên mình không có tin. Các vị chưa nghe những bậc đại phước họ kể đâu. Tôi quen một được khoảng 5-3 người mà họ kể là những chuyện khủng khiếp. Tức là họ nói chạy giặc bên Miên mà thời lên non, mà thời Pol Pot, thời 70 trước 75, họ nói lạ lắm chứ. Người ta chạy nó suýt chạy, người chạy trước đạn bơm đạn nó bắn đằng sau mà lưỡi nó dùng nhà đi trước, người đi trước là nhà cháy sau lưng, mà họ nói là con chạy tới đâu là nhà chắc tới đó, tại vì giặc mà suýt ngộ lắm. Cả trăm người như vậy mà riêng với có mình con với chồng con, hai chồng ngó nhau nói mình không có chết đâu em. Mà họ nói rằng cho đến bây giờ nó con cũng không biết rằng lúc đó cái gì mà nó làm cho hai chồng con tin như vậy. Còn chưa còn một người nó tôi giấu tên, bởi người này ai cũng biết mà tôi phải giấu tên. Nó bắn qua nó mới nhảy xuống cái hố rác. Khi mà sau đó nghe một tiếng nổ rất là lớn ở cạnh mình cái hố của mình, thì hai chồng nằm im chứ không dám lên. Thì lát sau nghe im hết, nghe tiếng chân người, tiếng khóc, tiếng la, tiếng súng nó im hết rồi đi lên. Nguyên cái vali của ai, nó vali bằng da lớn, do tiếng nổ hồi nãy nó giọng nó rớt, cái vali nằm ngay trên cái miệng hồ. Mở ra, toàn là hộp soạn không. Nói chung là bất ngờ giống như là trúng quả vậy đó. Tức là do một cái điểm vàng đó. Tức là vàng thôi, với là hộp là người ta kể là cả mấy chén vậy đó. Tức là tính chén, hộp soạn mà tính chén chứ không còn tính viên nữa. Rồi vàng thôi, nó là nguyên cái vali đầy như vậy. Rồi họ đi về, họ trở thành một đại gia của Sài Gòn mà tôi giấu tên người đó. Nghĩa là người đó gần như là ai ở trước thời 75 mà trên 10 tuổi đều biết người đó. Trên 10 tuổi đều biết cái người đó. Và người đó trở thành bậc đại gia trong giới thường là lái thương ở Sài Gòn là từ cái chuyện mà đi chạy giặc. Họ có họ tin. Họ tin lạ lắm. Họ tin lạ lắm. Có nhiều khi mà người ta có phước nó cũng niềm tin. Như năm 75 có nhiều người họ đi biên qua đây họ kể, họ nói đang ngồi ở nhà nghe nó dị cộng vô tới Ban Mê Thuột rồi tỉnh bơ không có màng hết. Đến lúc người biết bao nhiêu bạn Mỹ nó gọi phone tới, bạn Việt gọi phone tới kêu đi không đi, cuối cùng mà cận quá rồi đó, tới ngày 28-29 rồi đó, thì hai chồng thôi bà tôi thấy chẳng yên mình đi. Rồi cái sách cái vali mà quần áo quần không có tiền bạc, cái vali đi lại nhà bạn rủ, rồi cái rủ vậy ra thẳng bến tàu, rồi nó có tàu nó bỏ nữa đi ra liền. Mà coi cái chuyện nó giống như là người ta rủ đi ra lát dự lễ rồi thôi, nay tôi đi, mai tôi đi với cô Hương, nay hoặc mai tôi đi với cô Liên, mai mốt tôi đi với cô Thủy, tức là tôi không đi người này tôi đi người khác. Và trong khi người ta đó là bán mạng ở Houston này có một người năm đó mới 16 tuổi thôi, để có mặt xuống tàu
phải lấy một thằng Mỹ ngay, lấy khẩn cấp trong buổi trưa đó. Biết thằng Mỹ đó nó có cái khả năng nó giúp mình mua khỏi Sài Gòn chiều tây tới chiều mà không đi đó là kẹt. Cổ phải chấp nhận đi mà người mà xuống làm gì đó chính là ông già ruột của cổ. Già ruột cổ quen thân cái thằng bạn Mỹ, nói con đến con gặp ổng ở khách sạn nào bị ổng ông giúp con được. Và ổng gạt lại, ổng gạt cái mắt, nói trong nước mắt: đừng tiếc gì nghe con, ba chỉ cần muốn thấy lại con thôi, cái gì cũng được hết. Và người đó là một nhân vật cũng có tiếng ở đây. Nếu người đó nghe được cái cuốn băng này, người đó biết là tôi nói họ thôi. 16 tuổi. Có dễ sợ. Cho nên mà khi họ có phước thì họ không hay sao. Chứ nó mơ rồi tự nhiên ra rồi đi chứ. Cho nên tại sao tôi tin Đức Phật là vì tôi đọc sách Chánh Nhân, tôi thấy được những cái thành tựu của nhân loại. Tôi thấy rằng những người mà họ cho mình máy bay để mình đi, những người họ làm máy bay làm cho ra computer để mình xài, những người làm đồng hồ để mình đeo, những người làm điện đốm để mình thắp sáng, những người đó thật ra họ cũng ăn cơm ăn cháo, họ cũng có cha mẹ sanh ra bú sữa như mình, chứ họ phải là họ là cái người bằng đồng bằng thép gì hết trơn. Nhưng mà tại sao họ khôn quá như vậy? Thì từ cái đó tôi suy ra tôi có tin của Đức Phật. Nhưng có điều có những chúng sanh nó có năng khiếu về tâm linh, rồi có những chúng sanh nó có năng khiếu về vật chất. Người ta nói rằng trong cái dòng chảy của văn minh nhân loại, Đông phương gần như là có một cái thiên chức là chịu trách nhiệm về vấn đề tâm linh, và Tây phương cũng có trách nhiệm về vật chất. Cho nên các vị thấy khoảng thế kỷ thứ 15-17 bên Tây phương là nó có bắt đầu nó đã nhóm lên những cái bước tiến rất là vững mạnh về khoa học. Ví dụ như ông Newton, hoặc là ông Galileo, hoặc là ông Max Planck, hoặc là ông Leonardo da Vinci. Thời đó thế kỷ 15-17 là người ta đã có những cái phát kiến về khoa học rồi. Galileo thời đó đâu có cái gì đâu, mẫu ngộ cũng dám nói đó. Người ta nói trái đất là trung tâm vũ trụ, nó nổ tất cả đều vận hành bên quanh mặt trời. Ông nghĩ ra cái gì? Ông nhìn ông thấy cái gì? Ông đâu có cái kính viễn vọng Hubble như mình. Bây giờ mình có cái Hubble rồi, còn ông làm gì có Hubble mà ông thấy. Nên nó nhìn nhận được cái trong nhân loại theo cái pháp vận hành mà bên trong kinh dịch triết học của Tây phương của Tàu á, người ta nói là nó có âm có dương. Trong nhân loại thì có nam có nữ, nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng nhân loại lúc nào nó cũng có chia đôi hết, cứ Đông phương Tây phương, và một bên chịu trách nhiệm về vật chất, bên chịu trách nhiệm tinh thần và tinh thần. Nhân tình ca thản tạo thản, mỗi người mà biết họ sẽ yên tâm thế nào cũng sống chắc chắn. Ở đây tôi không có phải là nói về chính trị trong lớp học, nhưng mà tôi biết, tôi nghĩ các vị hiểu là có những cái chủ nghĩa, có những chính sách mà nó đi đến một mức độ mà nó over rồi, nó quá độ rồi, tự động nó, nếu nó không có sụp một cái rẹt như ông Diệm thì nó cũng sụp một cách là nó bị phân hóa nội bộ, tức là anh em nó sâu xé nhau. Ông đổi một đời nhà Đường, ông có viết một cái bài luận về gọi là Phú Cung A Phòng mà tôi rất thích mấy câu cuối. Than hồi người kẻ diệt nước Tần của Tần Thủy Hoàng không phải là lục quốc. Ở đó lục quốc tức là 6 nước Yên, Tấn, Hàn, Sở, Triệu. Nó ghét Tần Thủy Hoàng, nó ghét, nhưng mà nó không đánh được nước Tần. Kinh Kha qua giết Tần Thủy Hoàng không được, mà nước Tần cũng không làm được gì lục quốc, chỉ ăn hiếp thôi chứ không làm được. Kẻ diệt nước Tần không phải là lục quốc, mà kẻ diệt lục quốc không phải là nước Tần, mà kẻ diệt nước Tần chính là nước Tần, kẻ diệt lục quốc chính là lục quốc. Cái câu tôi rất là thích. Ở trong con người lúc nào nó cũng mang hai cái nguồn năng lượng, một cái nguồn năng lượng protect và một cái nguồn năng lượng destroy. Người lúc nào cũng có một cái đó là self destroy và self protect. Mình đi về hướng ác là tự động mình đưa mình xuống hố chết, mình đi về hướng thiện làm tự nhiên mình bảo vệ. Cho nên đối với Phật pháp, cái vấn đề thiện ác nó không phải là vấn đề đạo đức nữa, mà nó là một vấn đề rất là khoa học. Chứ mình đừng có nói tại ông Phật ra đời ông nói ông cấm mình sát sanh trộm cắp, chứ người ta sát sanh trộm cắp mà đâu có chết. Yên tâm, cái đó không phải là lời Phật. Phật chỉ nhắc là cho biết thôi. Giống như 2 với 2 là 4, dù các nhà khoa học có ra đời không ra đời thì 2 với 2 nó vẫn là 4. Thì người ta ra đời, người ta nhắc cho mình biết cái chuyện đó thôi. Chứ còn cái chuyện nó muôn đời, nguyên tắc nó như vậy rồi. Tức là dù mình không, hôm nay mình không có chế được máy bay, thì những cái nguyên tắc về năng lượng, về động lực, những cái nguyên tắc về vật lý vẫn là chừng đó thôi. Chứ nó không phải là do bữa nay mình chế được máy bay, nghĩa là hồi xưa những nguyên tắc nó không có. Ngày xưa cách đây 8 triệu năm về trước, nếu nhân loại trên trái đất này biết nghĩ ra được những nguyên tắc đó, biết áp dụng những nguyên tắc đó, vẫn có thể có máy bay để đi. Tôi tin Đức Phật á. Tôi tin Đức Phật, phải nói tôi tin bằng cái máu xương của tôi, bằng tôi nhìn cách nhìn ngắm lại cuộc đời sống. Chứ phải tôi tin ngày là do nhỏ ở chùa lớn lên thấm rồi. Nếu sau này
câu nói đầu tiên ấy, tôi xuống trở lại Việt Nam, phi trường Tân Sơn Nhất đó, thì tôi sẽ học được gì sau mấy năm ở Sĩ Ngự? Tôi sẽ nói trong mấy năm ở Sĩ Ngự tôi sẽ học được hai chuyện. Thứ nhất, tôi không thấy nào có một ông đạo sư nào khác hơn Đức Phật. Vậy câu trả lời thứ hai đó là cái gì người nói cũng đúng đấy. Nó còn ngày rất là trẻ con, như Đức Phật nó là như vậy, nó giống gì cũng đúng đấy. Nó giống gì cũng đúng. Nó đau khổ chính là hạnh phúc, hạnh phúc chính là đau khổ, hai cái đó nó chính là một. Mình không hiểu mà thật ra khi mà tôi mua được một món đồ rẻ tiền thì có nghĩa là có người bán lỡ một món đồ. Hạnh phúc người này là nó đau khổ người kia, và ở mình nghĩ người giàu họ không có đau khổ, thật ra người giàu nó có đau khổ của người giàu. Tôi vừa trải qua vì sự tôn nghiêm cá nhân, tôi không cho các vị biết đích xác thời gian, tôi không đi lạc đề đâu, tôi đang giải bài tâm địa. Vì sự tôn nghiêm của tôi nên tôi không thể nào tôi nói đích xác thời gian của sự kiện xảy ra, nhưng mà tôi nói các vị rồi, lúc trong đời của mình không được sự chăm sóc của ai hết, không ai chú ý đến mình, mình có cái khổ quạnh hiu. Nhưng mà khi trong đời mình có một vài người mà họ đối xử tốt với mình thì lúc đó mình có cái khổ của hệ lụy. Một người con gái quá xấu đến mức mà trong làng và trong phố ngoài tỉnh không có người đàn ông nào giữ dòng nó hết, cô ta sẽ mang cái khổ là ở già. Nhưng mà khi mà cô ta có năm bảy cùng tình là mắc một cái khổ có chừng có chủ quan mà không thằng nào chịu nhận. Còn tôi không biết cái khổ đó với cái khổ mà ở giá, khổ nào lớn khổ nào tôi chưa dám nói. Có thể mấy cô chọn có chữ quen, có thể thằng đà bà cái khoản biểu quen. Chứ còn riêng tôi thì tôi nói thật là tôi chẳng thà đối giá. Không, phải hiểu không? Cho nên là rất là thấm thiết đó. Nên là nghĩ nếu mà hôm nay mà tôi... Nếu mà hôm nay tôi có giấy vui gì thì tôi cũng cảm giác rằng cái giấy vui của tôi giống như tôi đi tôi trên đường mà tôi mê chơi. Tôi nhớ hồi nhỏ mà tôi ở Việt Nam, ở trên đường đi học á, mấy đứa nít đi học mình nhìn liền tay cặp sách chân đi đá mấy cái cục trên đường đó, và cái lon đá lon cặp gì đó đấy đó, đi học chung nít trong làng tôi biết đó, đố cái gì trên đường mà trong chân nó mà nó đá là bữa nó bị sốt á, gặp lon đá lon có bị biết cái thấy đó không, rồi gặp thung lụm thung mà từ nhà nó lên trường với một cây số nó đi phải là 2 tiếng đồng hồ, nó biết làm cái gì, còn tan trường là 5 giờ chiều gì 7 giờ mới thấy mặt nó mòi vậy. Mình nó thì thôi đất không, loại ruộng bắt ổ chim hái trộm trái cây vườn người ta có cây số mà đi mấy tiếng đồng hồ về, nó lo đọc lên đọc đại buổi sáng cũng đi 2 tiếng nữa. Mà làm vui mình là như vậy, nếu mà mình biết Phật pháp thì mình sẽ là một đứa bé ham chơi nhưng vẫn biết đường về nhà. Còn nếu mà mình không biết Phật pháp, bữa đưa đám tang cô Thu Hồng em không tống về chị Quynh nắng con đi của mình chưa nhé, thiệt tình một cái bất hạnh lớn nhất trên cuộc đời này nó sẵn ra mà biết Phật pháp mà thiệt. Thế nhưng tôi khổ quá đó, tôi chỉ nghĩ là qua thời gian cái gì cũng vô thường, kể cả nỗi buồn này. Cuối cùng mà tôi biết, có người biết tôi có, cách đây không lâu tôi bị một nỗi đau, tôi phải xài chữ xé lòng. Tôi nói cái chữ đó hoàn toàn chính xác, không có sai. Tôi phải xài chữ xé lòng. Tôi là lấy vô lam mà rập cái lòng bằng tay rồi đổ giấm là nó như thế nào thì trong lòng của mình nó giống như vậy. Xé lòng. Nhưng mà lúc cuối cùng tôi phải tự cứu thôi. Tôi nghĩ bảo đảm với nhà mi, tôi nói với tôi nói bảo đảm với mày, nhà mi là bảo đảm như một tuần lễ là mất. Hồi đó người ta chửi Đức Phật, ta đứng trước cái chùa ta chửi, có chùa tăng chưa ăn nóng ruột. Đây Phật này. 7 ngày cũng mỏi miệng thiệt, sáng đám đông nó chửi riết nó buồn ngủ nó về ngủ quá trời, cái buồn nào cũng có vô thương còn vui phải không, tuần tăng mật nào tôi cũng phải qua, tôi dám thề như vậy, tuần tăng mật nó cũng qua. Hôm nay mình học bài tâm địa hỷ, Đức Phật nói rằng đời sống nó vốn dĩ chỉ là những phiêu linh thôi, chỉ là phiêu linh thôi. Tôi cứ mong tôi có một lời nguyện, đời tôi có ra sao mà tôi mong tâm hoàng quay lực tâm bảo hộ trì tôi được của chiếc mình. Đó là tôi phải thổi vào người khác những cái sinh lực. Cho nên nhiều khi nếu quý vị có giả vờ hay không, nhưng mà tôi nhìn mấy cái mặt lúc tôi giảng tôi rất là vui, thấy các vị có vẻ enjoy khi mà đón nhận. Không enjoy đâu, không chứ còn phải nói là chứ các vị biết mấy cái này đó là rất là khó nuốt. Hồi xưa tôi học tôi sợ lắm, tôi sợ đến mức mỗi tôi nghe kiện á ruột thắt lại. Tôi hiếu học lắm mà tôi rất là sợ này, mà không học cũng được, để đến chùa mà bây giờ tôi đi rồi tôi mới nhớ là tôi cảm ơn những ngày tháng đó. Còn mỗi lần làm bài kiểm, sư huynh làm bài test, biết sư huynh thưởng nhiều. Trên đời không ai biết, không ai tin hết đó. Thời đó cái viết nguyên tử bút bi nó hiếm. Sư huynh nhờ mấy cô nguyên tử mà bán tập quá đó, mua 2 cây với con tập mà hình 3 con mai. Đó là phần thưởng hạng nhất. Còn hạng nhì là dục 1 cây ra, 1 cây dưới con tập.
Còn tháng 3 đó có cũng đọc luôn. Mà cứ nửa tháng hoặc là một tháng, không, nửa tháng làm kiểm lịch. Mà gối ba gối lên đó, mình cũng chết luôn. Cái bà Phật tử mà bà đem lại cho siêu nó, bà cũng mong mỏi bà lấy lại được cái đó nữa. Có hiểu không? Giống như cô bán rosary, cô đem ba cái lon lon khóc lên để cho siêu trì làm phần thưởng, nhưng mà lúc mà cô vô lớp rồi cô cũng mong là cô được siêu trì thưởng cái lon đó. Cái lon đó mình cho, nhưng mà lúc mình vô lớp rồi đó là mình lại mong rằng lấy được cái lon đó. Buồn buồn ra mặt đó cô. Gặp mong siêu tôn trọng mà tôn trọng, nhưng mà vô lớp mà thi thua mình một điểm là ra là trở, muốn trở mặt của mình liền. Buồn mình như vậy đó. À, nó dễ sợ như nó. Mà những ngày tháng đó tôi nó bằng vàng. Nó bằng vàng mới vì hồi đó được cái là mình tốt lắm, đỡ giống như trăng như trắng, giống gì nhượng như vô. Rất là đặc biệt. Nó qua rồi thì thôi. Mà các vị hãy nguyện một chuyện, đời cho sinh ra có cơ hội Phật pháp ngay lúc tâm hồn còn màu trắng. Mà giới kiện nó bằng giấy chứ đừng bằng plastic. Có một số người họ giống như plastic vậy, không có đạo, không có cộng sản, không có tư bản, không có Chúa, không có Phật, không có cao đại, không có hòa hảo, đạo hội, đạo ấn. Nhưng mà nó quá của nó quá. À, nhà người chết thì gia đình kêu thôi đi chùa thì nó dồn đi chùa rồi. Mà nếu mình vợ chết mà vợ đạo Chúa thì nó đi qua nhà thờ. Họ giống như cũng họ đúng là cúng theo chùa gió đó. Ngộ, họ người sống có chủ kiến. À, hoặc là họ có một lý luận rất là mắc cười, đó là đạo nào cũng tốt, đường nào cũng về La Mã. Nhưng mà nếu nói như vậy đó thì không phải tôi nói để tôi kêu gọi sự chia rẽ, nhưng mà mình học phải học cho tới nơi. Chứ nếu nói như vậy đó thì mắc gì nói vậy, thì không lẽ mấy ông linh mục ngu gì mà ông lại bỏ đạo Phật, tôi dồn chúng lại cục đi. À, có ai xin lỗi ai giống nói hòa thượng mình hoặc hòa thượng Nhất Hạnh dốt đâu, mà tại sao mà mấy vị không chịu qua bên Chúa ở bên đi, mà phải đi tu Phật? Được, có ai dám nói Đức Cha Nguyễn Thượng dốt đâu, mà tại sao không chịu qua bên đây đi? Nói chung là những đạo trí tuệ không đó, mà tại sao? Vì Đức Phật nói rằng chúng sanh giới nào theo giới nó, cái căn cơ thích nào đó. Người thích màu tím thì đi kiếm màu tím, người thích màu hồng thì kiếm màu hồng, chứ còn mình không thể nói ô xì màu nào như màu nấy, nói gì mà được, nói gì là làm sao Mỹ ta bán hàng. Cái quảng cáo là gì? Quảng cáo là nó đập vào cái thị hiếu của mình. Nãy cứ vô hoàng, vô tới hiên, vô vô tới nhà nè. Chúng ta học về pháp câu hành nghĩ, ngài Đức Phật này nói rằng cái gọi là chúng sanh, mấy ở mấy ta tam đề trước thì ngài nói rằng cái gọi là chúng sanh á, hoặc là cái gọi là cuộc đời đó, nó chỉ gồm là thiện, bất thiện hoặc là vô ký. Rồi có lúc có người nói cái gọi là chúng sanh á, nó chỉ gồm là tầm tứ hoặc là vô tầm vô tứ. Nhưng bữa nay thì ngài nói rằng cái gọi là chúng sanh á thì nó chỉ gồm có ba trường hợp thôi. Một là lúc này ngài không còn kêu người nữa, mà ngài kêu là tất cả pháp, những cái pháp câu hành hỷ, những pháp câu hành lạc và những pháp câu hành xả. Trong đời sống của mình á, từ lúc mình lọt lòng mẹ đến lúc mà tắt thở, mình vào quan tài vô trong vĩnh phước mình nằm thì sao? Thì chỉ có ba cái này thôi, ba này nó ráp nha, làm cho cuộc đời mình không có thể nào ra khỏi cái này hết. Buồn, vui, diễn dừng. Để hết diễn dừng nó qua tới buồn, vui, diễn dừng, buồn, vui. Còn hả, người mà tu nhiều đời trước mà tu tập nhiều á, thì bây giờ cái giai đoạn vui nó hơi dài. Hiểu không? Nhưng ví dụ như là ông Bill Gates, hoặc là Elizabeth Taylor, hoặc là Brigitte Bardot, hay là Sophia Loren, hoặc là Claudia Schiffer, hoặc là ông James Bond đóng 007, hoặc là những người họ giàu có, họ danh tiếng vậy, thì cái thời gian mà cái giai đoạn hạnh phúc nó hơi dài. Còn mấy người mà đau khổ như mấy cái dân mà Phi Châu, mà Ethiopia, Somalia, Việt Nam ống nói, thì giai đoạn khổ nó dài. Và thật ra nó cũng vẫn là một cái sự rắp nối thôi. Hãy nói một cách khác, cái đời sống của chúng sanh mà có tu á, nó giống như một đoàn tàu lửa mà mới. Các vị có đi xe lửa của Thụy Sĩ, các vị mê. Trong cái nội thất, tức là trong cái lòng của xe lửa Thụy Sĩ, nó đẹp, nó sang như máy bay vậy đó. Còn mấy các vị đi xe lửa của Việt Nam, nhất là Việt Nam có hai loại tàu thống nhất khác, có một cái tàu chợ. Trời đất ơi, người mình với mấy cái cần xé trái cây với gà vịt cá mắm khô, tôi nói nó trộn hầm ba lăng nó đóng không ơi, hiểu không? Mà nó ở ngoài nó xé nó cũng xì, mà cái tiếng kẹt nó thì cũng buồn. Còn cái thằng mà tàu thống nhất mình một ít tổn thôi kiên, nghe nó hùng á, như đoàn quân lên đường, quân chúng ta cùng xung gọi là được quân đi lên được cướp nữa. Còn mà mấy cái tàu kia nó đã xấu rồi, mà cái kẹt nó bị xét nữa, mà gặp cha lái chắc cũng già, chắc bấm cái kiềng về thòn thì luôn, cái kiềng nắm ai cái nào nó cũng là từng cái ráp nối thôi, phải không? Nhưng mà cái thằng kia nó là cái đẹp này nó ráp nối với cái đẹp kia, còn cái thằng mà nó xấu thì cũng là từng cái ráp nối thôi. Nhưng mà ở tuổi này, cái lần đầu tiên tôi ở Thụy Sĩ, tôi giật mình một chuyện, tôi đâu có biết rằng cái toilet của Thụy Sĩ là mình đi lọt dưới đường đâu.
ở trong cái restroom của xe lửa thì sĩ nó là đi là lọt dưới đường à, nó không có đựng, nó không có chỗ chứa lên đường ray đi là lọt dưới đường. Chuyện nào cũng vậy thôi, đâu ai biết, không ai tin hết đó. Chỉ có máy bay là nó không dám cho rớt thôi. Không phải, đúng là nó cũng kêu rớt vậy, nó sợ trúng gia đình nữa. Trời đất. Chạy lọt đường rồi sao, đi dài 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 vậy đó. Nghĩ sao, đi nó lọt đi lại, giờ bắt đi lụm. Là cái bắt rồi, tôi hốt à. Kiểu của tay, tôi làm nó dài thò mà nhằn khe, nó làm sao mà tôi giác nổi. Tại không có bị đi, mà giờ... Bây giờ này nè, ngày mình, đầu đó đó, nó đẹp. Nếu mình là người tu nhiều phước báo, đời sống nó chỉ là một sự rắp nối. Buồn vui cũng là rắp nối, mà rắp nối như của những cái vui thì đẹp, còn cái đó là buồn. Mà tại sao mình gõ là bởi vì sao? Vì mình là một người lá trôi rồi mà người còn đứng chân cầu ngó. Ngày đêm qua tôi có nói một câu tôi rất là thích, mà tối nó cũng gọi là cũng chửi luôn. Khi mà mình có chuyện buồn á, thế nhưng giờ tôi bây giờ tôi lấy cái tay tôi đấm lên người con một cái cũng đau, mà chỉ một lần đau. Mà nếu tối tôi về tôi nhớ là gì đó, đánh mình trước mặt người ta, mỗi lần cũng nhớ vậy, coi như bị đánh thêm lần nữa. Mà tại sao chúng sanh khổ là vì chúng sanh nước lá đã theo nước trôi nhưng mà người còn đứng bên cầu ngó. Khi mà nếu mình tu thì mình giảm bớt. Bởi cho nên có nhiều vị mà đến hỏi Đức Phật ngày qua không được uống. Có người hỏi Đức Phật thế nào là cái nội dung giáo lý này, người nói một bài kệ mà bài kệ tôi mê, tôi thuộc lòng mà chuyển phản. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng độ nhất dạy hiền một yên an tĩnh trầm lặng. Nhất dạy hiền là cái bậc hiền giả một đêm thôi, chỉ một đêm là đã, nếu mà sống trọn thì là một đêm đã xứng đáng. Đọc lẹ quá. Không có bị ghi băng. Quá khứ, nếu mà viết tranh thì tôi đọc không nha. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Chắc không kịp đâu. Thôi để hết giờ rồi. Tương lai không vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện đại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết trú như vậy, nhiệt tâm đến ngày còn mệt mỏi. Trong kinh tạng có mấy bài tôi đọc tôi thích lắm. Nhưng có một bài mà có một ông Chiêu Hiên, ông đổ một ông tiên mà ông bị thất tình. Ông viết một bài hát thất tình, ông xuống hậu Đức Phật. Lúc ngày thành đạo, ngày 35 tuổi, gốc Bồ Đề, ông hát ngày nghe mà ngày không hỏi, ngày như lắng nghe. Mấy năm sau ông xuống gặp ngàn lần nữa, ông khải đại ngày nghe, ông hát ngày nghe đó. Hỏi bài hát ở đâu vậy? Cái dạ, con thương một nàng tiên, nàng không thương con, cũng làm lại bài hát. Ngài nói rất là lạ, rất là đặc biệt. Bởi vì đây là một bài hát mà có chứa cả hai nội dung giải thoát và luân hồi. Trong đó có mấy câu tôi nhớ. Nàng tên là Suryavachasa. Ông nói, ôi Suryavachasa, tên lãnh lễ phụ thân nàng đã sanh nàng vẹn toàn. Ông nói, ta cảm ơn bố của nàng đã sanh nàng tuyệt vời mà. Như thích tử thiền tu, thích tử là mấy ông sa môn á, như thích tử thiền tu tầm cầu đạo giải thoát cũng vậy, ta cầu nàng. Cũng tha thiết nói cái vị sa môn mà tu trong rừng tha thiết với niết bàn bao nhiêu thì ta tha thiết với nàng. Thì Đức Phật nói quá là tuyệt vời, một khúc hát mà chứa cả hai nội dung luân hồi và giải thoát. Tôi cãi lắm, có lúc tôi thực lòng thì tôi quên, tôi nhớ như đó. Như thích tử thiền tu tầm cầu đã giải thoát cũng vậy, ta cầu nàng. Ôi siêu mất chết xa, ta đánh lễ phụ thân nàng, nó sánh nàng vẹn toàn. Đấy là dễ thương đâu, ông đắc tôi đùa. Sau khi mà ở hát nghe xong, nghe hỏi người học ở đâu được bài hát này, nó dạ thì con thất tình rồi con mới làm bài hát này. Cái người nói cho ông nghe cái gì cũng là vô thường, kể cả buồn vui. Ông nghe xong đắc tôi đùa. Cảm thấy đúng ra mấy chục năm trước dưới gốc Bồ Đề khi Thế Tôn mới thành đạo, con đã hát ngày nghe mà lúc ngày không có hỏi, bây giờ ngày mới chịu hỏi. Thì Đức Thế Thích có mặt ở đó, Đức Thế Thích nghe câu chuyện xong, Đức Thế Thích nói được rồi, để ta lên ta nói với nàng tiên đó, Đức Thế Thích là chủ hôn để ăn. Cho nên ổng vừa đắc được sơ quả mà được vợ đẹp nha. Thì tu có hứa được lung tung, rồi hải xui bị lung tung. Thì cái gọi là chúng sanh nó chỉ gần có ba thứ thôi, tất cả pháp câu hành hỷ, rồi tất cả pháp câu hành lạc. Tức là có những lúc chúng ta đời sống chúng ta nó là hỷ, có những lúc chúng ta sống bằng lạc, và có những lúc chúng ta sống bằng xã. Thì thế nào là những pháp câu hành hỷ, tức là những cái danh pháp nào mà nó đi chung với hỷ đây? Để bây giờ mình mới ngó vô bài. Hỷ ở đây chính là, bây giờ bản nêu đâu của hỷ, ngó ra nhé.
đi học quên cái đó rồi kìa. Bây giờ ngó màu nằm bên này, bốn tâm tham thọ hỷ nhé, quan sát thọ hỷ nhé, sinh tiếu. Tôi còn muốn lớp phải nhớ Pali nữa. Như bốn tâm tham thọ hỷ là gì? Là so manas sa sa ca tăng lu ma chi tăng. Quan sát thọ hỷ là gì? Là san là so manas sa sa ca tăng san ti ra năng. Sinh tiếu là ha si tấp ba đăng, tức là cái tâm cười của vị la hán. Các ngài có hai cái tranh cãi, có vị thì nói rằng Đức Phật các ngài cũng có thể cường tâm sinh tiếu, nhưng có những vị nói rằng Đức Phật không có cường tâm sinh tiếu, Đức Phật cường bằng bốn tâm tố, tâm đại tố thọ hỷ hợp trí. Là bởi không, hai tâm đại tố thọ hỷ hợp trí. Là bởi vì Đức Phật ngài không bao giờ ngài cười vô cớ như chư vị A La Hán. Chư vị A La Hán có thể cười vô cớ. Nhưng nhìn thấy cái gì ngộ ngộ cái ngài cười. Còn Đức Phật thì không, Đức Phật mà ngài cười là có chuyện. Ngài cười là có chuyện, thiên nhiên kỳ đến vua thiện giác mà chặn đường ngài. Ngài đang đi bán mà ổng cho người lấy đồ chặn đường lại, cái ngài mỉm cười. Ngài đang bạch Thế Tôn, lý do gì Thế Tôn cười? Đức Phật nói rằng hôm nay thiện giác cản đường ta, bảy người thiện giác bị đất rút. Ông nghe ông quản, ông lên lầu ông dặn mấy lực sĩ, nó khi nào thấy ta vô ý mà bước xuống bọc dục lên, mà do cái nghiệm nó khiến mà. Đức Phật nói là cho dù bay vút lên trời, cho dù đáy biển trốn đời được đâu, cho dù núi thẳm hăng sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo, không trốn được. Thì đến ngày thứ bảy đó, con ngựa mà con ngựa ông có một con ngựa dữ lắm, ngựa đó ngày xưa đó, ngựa ô mà nó to, nó mạnh lắm, mà nó đẹp lắm, ông cưng lắm. Mà trong cả cái xứ đó, nó chỉ có hai người trị được nó, đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta và ổng. Mà giờ Thái tử giờ thì mình không kể nữa rồi, đi tiên xuất gia thành Phật rồi, còn mình ổng. Mà con này nó cứ nhảy bừa ra đường, bây giờ mà người ta bắn nó chết á thì uổng ngựa, mà không bắn thì nó đạp chết người, thì dân chúng nó la quá. Thì cái bản năng của một người chủ mà cũng lao xuống, mà do cái nghiệp nó khiến cái thằng lực sĩ ở lầu 7 chụp ổng dục xuống lầu 6, thằng lầu 6 chụp ổng dục xuống lầu 5. Cuối cùng ổng xuống tới thằng lầu đất rút chết. Rồi một lần nữa Đức Phật có Chư Tăng đi ngang một cánh rừng thì gặp một con chim, nó gặp ngài là nó tiếng Việt kia có đó cái gì thay gì, nó bay ngang, nó bay luôn. Mà đằng này nó lơ lửng mà hai tay nó chập, nó vỗ, nó đứng yên chỗ mà nó vỗ vậy. Thì ngài mỉm cười, thì ngày anh em hỏi Thế Tôn về lý do nào, nó bị ác nghiệp, nó phải sẽ làm chim, nó chiếm thời gian sau nó trở thành vị Phật tổng giác. Nó nhìn thấy Như Lai nó thương, nó so ấp vậy nè. Ngày cười là có chuyện. Một lần nữa, bà Gautami lúc trên đi xuất gia bà thương Phật lắm, là vì ruột mà với cho ngài bú mớm mà bé bà, ngài có đủ khác để mà bà thương. Bà bảo là hoàng đế hậu vậy đó, mà đi về chính tay nó trồng nguyên một cái khu vườn bông vải, rồi lấy vải nó dệt rồi làm y dân như ngài, nhuộm chính bà, cái chung cái gì muốn bà làm hết, bà vô y dân như ngài. Ngài không nhận, ngài nói hãy dân nghe Chư Tăng đi. Ngài nói là ngài nói để là sang khê đinh nê âm hê đinh nê pi, khi mà tăng không có sang khê đinh nê thì a an đinh nam pi, khi nào mà tăng chúng mình cúng dường điều đó cũng nghĩa là ta được cúng dường. Thì bà nghe vậy cái bà đi qua bây giờ sẽ là Phật. Ngài thôi số 1, được qua số 2. Mà ngài sẽ là Phật và mấy chục vị đại tử ai cũng từ chối. Cuối cùng có ông nhỏ xíu mới tu, ông nói nhỏ xíu mà thật là tăng tỳ kheo, thì lỡ rồi, lỡ trớn, ai cũng từ chối mà bây giờ ông đó mặt nó buồn lắm, trời đất công cái bây giờ đừng có nói dệt giải nọ, mình công mình bỏ xuống đau thao, mình mua một cái món bánh lọc cái gì mình lên mình dung cho bà tượng, ai ngồi đánh bà tượng thôi đeo ngoài nhà giác nguyên thì bị sốc. Ở đây thì tôi trẻ con trai bữa tôi đang ăn mình nói chừng tôi bỏ là vì sao, vì tôi hiểu ra rồi họ không vui với mình ăn đâu, cho nên là thôi thà tôi đi về phòng lát xanh tôi qua tôi lục cháo tôi ăn tôi nhiều lần lắm. Thì bà buồn quá đi, thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói, mà ngài mới nói ngài ăn lấy cái bát coi như là ra bát thực á. Ngài ăn lấy cái bát ra đưa dân cho Đức Phật. Đức Phật cầm cái bát ngài suy nghĩ nha, ngài chú nguyện nữa, trừ A Chi Tá ra không ai tìm thấy cái bát này hết. Ngài nguyện như sao còn thấy không mất tiêu. Rồi ngài mới nói Chư Tăng các vị đi tìm bát cho ngài. Thì ngài một người liên ngài xin đi tìm, ngài một người liên ngài không cách gì tìm cả. Tới ngày Anuruddha, trong kinh ngày Anuruddha trong một bốn tay ngài có thể nhìn thấy 1000 cái galaxy, 1000 cái system of galaxy, 1000 cái những cái vũ trụ, một nháy mắt ngài có thể nhìn thấy và cái bác thấy mà. Thì đến trong tăng chúng không ai tìm ra, cuối cùng được cái bác viện kia mới kêu nó Chư Tăng con giờ gọi mình sư con bỗng quê thấy ngài có viên điên không, thấy ngã Anuruddha không.
thôi. Cái điều Phật này, cái mấy vị kia tu là tâm thành, thế tôi ở đây mà tâm thành hơn thần thông. Cái ông nghĩ ông bụng, ông chấp ta là ông nghĩ tôi xuất gia đây không phải là vì danh vì lợi, mà tôi xuất gia vì cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng giác như Thế Tôn. Nếu mà cái lời chân thật này của tôi mà nó sự thật, nó là như vậy, không gian dối, và sau này tôi sẽ thành một đức Phật á, xin như các bác có ngày nằm tay của tôi, chuyện dùng nguyện xem các bác Phật nằm tay không? Đức Phật ngày lúc ngày mỉm cười, ngày mỉm cười, ngày đang mới hỏi vì sao Thế Tôn cười. Đức Phật nói rằng ta niết bàn, thời gian nữa ta niết bàn, giáp pháp ta mất đi, rồi chúng sanh từ 100 tuổi sẽ xuống còn 10 tuổi, rồi từ 10 tuổi nó họ sẽ từ từ họ tu hành, từ từ họ lên đấy vô số tuổi, rồi từ vô số tuổi là nó tụ xuống đến 8 muôn, tức là 80.000 tuổi, thì lúc đó chí tá này sẽ trở thành Đức Phật Di Lạc, là cái người mà thành Phật sau ta. Và Gautami thôi thì và quá trình của nó mà bò nó bây giờ nó mặc áo mà đánh lễ bây giờ mà quái gì quá quái gì nghe rồi mà tôi kể là mà lần nào trăm lần nhiều tôi kể từ kể từ từ nước mắt luôn ra là tôi có cái tôi kể đó tôi rất là thích thì bà nghe là bà chịu quá rồi bà đi về bà dàn xếp về nhà bà đi tu luôn. Thì cái ác chí tá đó chính là vị Đức Phật tương lai thế này đó. Thì trong những trường hợp đặc biệt những cái duyên sự như vậy Đức Phật cười, Đức Phật cười, cho nên thấy ngày cười để mình không biết mình sẽ bị đất rút mà sắp lần thật à, không ngày cười để cho ngài A Nan có cớ để hỏi, chứ không lẽ ngày sau A Nan ngài hỏi đi nên Đức Phật và cho nên chư Phật có những cái mà cái thái độ mà những người trí nó hiểu, ví dụ như chư Phật thỉnh ngài cái gì mà ngài thấy không được thì ngài nói. Thế như là gia đình của ngài Siva Lý đó, bà mẹ ngài Siva Lý rồi giảng này đi hồi qua sáng mang thai ngày 7 năm 7 tháng, lúc chuyển dạ rặn ra tới gần bên ngoài rồi 7 ngày nó mới ra được. Thì lúc đó khi mà sang ngày lúc ông chồng ông thương mà quá mới vô gặp Phật, ông nói trời sao mà tội nghiệp quá cũng thương quá, thì Đức Phật ở chùa đó Phật mới Đức Phật nói thế này, thôi xích có qua xa hãy được an lạc mẹ tròn con vương đi. Đức Phật vừa nói câu như vậy thì ở nhà mà điều trong khi bác họ vô ta 7 ngày không chịu ra là chỉ nói một câu vậy. Thì gia đình mới mừng quá mới vô bà Thế Tôn cũng xin thỉnh ngày biết chưa tăng bình trai tăng 7 ngày Phật từ chối. Cái nào mà ngày cái gì mà ngày từ chối ngày thấy không được là ngày nói ra, còn cái nào ngày nhận lời nghiêm ra ngày không nói à, chỉ Phật là như vậy. Ví dụ như nói bạch Thế Tôn ngày mai tính ngày đến nhà con ăn cơm ngày im lặng thì biết là ngày ok, còn ngày nói ngày mai không được. Như gia đình của bà sắp có qua xa, mẹ của ngày Siva Lý đó khi thỉnh ngày nó được ngày mai có học trò của một Huyền Liên thỉnh Như Lai rồi, cái gia đình đó có cách nào mình không nghĩ được, nghe Đức Phật nói hãy đến nói một Huyền Liên, thì nói ngày một Huyền Liên thì nói ta không có quyền bởi vì Thế Tôn đã nhận lời với thí chủ rồi, nhưng mà để ta đến ta vì ngươi ta đến ta thương lượng. Thì ngày đến ngày nói ông người học trò này ngày mai như vậy đó, người ta 7 năm 7 tháng là bị vậy, người ta thoát đại nạn là mừng quá nên thỉnh Phật cái chư tăng vậy chứ người rồi con thấy làm sao. Cái ông nói thì con thiệt tình là con Đức Thế Tôn và sư phụ nói gì con cũng nghe hết trơn, nhưng mà con chỉ sợ có 3 chuyện thôi. Thứ nhất là con không biết con có sống nổi hết 7 ngày này, hết 7 ngày con còn sống để con làm phước hay không. Thứ hai là gia tài con trong 7 ngày đó nó bị tự nhiên nó mất dịch mất gió gì, nó mất cha hay sao cháy nhà. Cái thứ ba nó là sợ lúc con đổi ý con không còn đức tin cho ta bảo. Thì ngày Bục Liên ngày dùng thần thông ngày quán xét thế rồi, trong 3 điều đó ta bảo đảm với người được 2 điều. Thứ nhất ta bảo đảm với người rằng người sống 100 năm chứ không thèm qua khỏi nữa. Thứ hai gia tài của ngươi là khẩm tăng thì thôi nhưng mà giảm. Còn cái thứ ba là niềm tin ta thua. Cái câu chuyện này là câu chuyện để mình học đó nha. Thần thông cái giống gì cũng làm được, mà cái tâm ngươi là thần thông tạo ra được. Vì sao? Bởi vì nếu mà dùng thần thông mà có thể mà khiến cho người ta có cái tâm lạnh thì là mình dùm đâu có nằm ở đây. Phật đã cho mình lên thành chánh đẳng chánh giác hết rồi, chứ Phật không có thèm cho mình làm A La Hán đâu, ngài cho mình làm bằng ngày đó. Nếu mà Phật làm được, nếu mà Phật làm được đó là mình bữa nay là thành chánh đẳng giác, chứ còn tinh văn là không ai thèm làm mình nha. Mà Đức Phật cái nghề là ngài muốn ai cũng giống như ngài, chứ ngài không có phải là muốn cho thôi bây giờ ta là thầy thì mình có thấp một chút tàn thước cái người thước thiếu in không có được, Phật không có thiếu in nữa, ngài cho bằng là bằng cái mà khổ là không có được. Cho nên thần thông có giống gì cũng ok, nhưng mà cái từng có 2 chuyện mà thần thông không có làm được. Một là chống lại với lý tâm tướng. Hai là chống lại lý nghiệp bảo. Tức là thần thông dầu là chánh đẳng chánh giác mà 1 triệu vị mà ngồi cộng lại làm cũng không có đi ngược 2 cái này được. Tức là nhân quả là sao? Thiện thì nó phải ra hạnh phúc, mà khổ thì nó phải ra ác phải ra đau khổ. Đó là cái nguyên tắc không sửa được. Rồi á, đó là lực nhân quả là chư Phật không sửa được. Cái thứ hai nữa
là lý tâm tướng, cái gì nó đã có thì nó phải mất, chứ không có cái gì như trong kinh mình kể là, thí dụ như lúc mà ngày Maha Kassapa nó bị đệ nhất đầu đà thiêu xác Thế Tôn rồi đó, ngày về ngày mới nói vua A Xà Thế, để vua A Xà Thế được lãnh một phần xá lợi, mà vua A Xà Thế lập cái tháp lớn nói ngày thỉnh ngày Ca Diếp để tôn trí cái xá lợi của Thế Tôn vào trong đó. Thì ngày khi ngày để thành trong đó, ngày biết là sau này 218 năm sau vua Dục sẽ đến cái tháp này, ngày biết. Cho nên khi mà ngày tôn trí cái tháp xong, ngày lấy tất cả tràng hoa mà vua đem tới, ngày sắp chung quanh, rồi ngày nguyện từ đây, từ ngay bây giờ trở đi cho đến 218 năm sau lúc vua Dục khai tháp, mở tháp ra rồi, hoa không héo, đèn thắp trong tháp không tắt. Ngày chú nguyện xong là bắt đầu ngày siêu cái tháp lại, cho người bắt mấy lớp mà lớp siêu tháp. 218 năm sau vua Dục tháp nó bị sụp đổ rồi, thì vua Dục đi đến ngang chỗ đó, vua cho người khai quan tháp để mà sửa lại, trùng tu lại, chứ mở ra hoa tươi. Nhưng mà chỉ đến đó thôi nha, chứ không phải là đời đời kiếp kiếp. Cái đó thôi. Ví dụ như thần thông có thể làm được những chuyện mà mình hiểu lầm. Ví dụ như bây giờ người thân mình chết, thì vì có thần thông họ có thể, họ dùng thần thông họ khiến cho cái xác đó nó hư, và cái xác đó tiếp tục sinh hoạt ăn uống được. Nhưng mà người kia chết thì vẫn chết rồi, đã đi về một cái đã đi tái sanh mất tiêu rồi, hiểu không? Vì tôi nói trắng đồng dịp đi thì, tức là bây giờ nếu mà bây giờ tôi nói cô đừng có buồn nha, tôi đang nói dẫn pháp, tức là ổng bị như vậy đó, là nếu một vị có thần thông họ thương cô đó, họ có thể làm được một chuyện, đó là họ dùng thần thông họ siêu cái vết thương nó lại, và họ cho ổng ăn uống chỉ cần mình sáng cũng ngon bán, mà người này cô đang cũng biết phải đến, rồi ổng cũng vẫn già vẫn chết, ốc ổng bạc từ từ là ổng chết rồi. Ổng nói chuyện vẫn kêu em xưng anh, rồi kêu quanh nam, kêu sổ sĩ hoàng còn, nhưng thật ra đó là do năng lực của thần thông khiến rồi, hiểu không? Ổng đã chết rồi, ổng đã đi tới thành mục tiêu rồi. Cho nên có thể nó là chuyện nó tại sao mới bị thật có thằng thông họ không làm, bởi vì làm chuyện vô ích. Vậy nó vô ích làm cái hiểu lầm chúng sanh nữa, năm dù tu nó ăn nó cứ lo nó luyện phép luyện phù ấy bà nội nữa. Tức là sau này người ta tin rằng người ta có thể kéo dài được cái tuổi thọ của cái con người, hoặc là họ có thể họ kéo dài được cái thời gian khu ma, thay vì họ biết cứu không được thì mà mình thương quá đó, khoa học họ có thể giúp mình kéo dài thời gian khu ma được. Bởi bằng chứng các vị biết là nếu mà cách đây còn số người bị khô ma mười mấy năm đó, nếu mà gặp kiểu vào khoa học đời trước là chết lâu rồi, họ đang đây họ mình khô ma mình đã thành ra cái khúc cây rồi, ở Việt Nam nó kêu là người thực vật á, tức là chỉ biết chăm vô tưới vô là nó sống thôi. Nhưng mà dù sao mình cũng ít đau đớn mà gì không còn đó, mặc dù cái như mình biết là nó quớt rồi. Thôi nhưng mà tùy tấm người, có nhiều người họ thích vậy. Nhưng mà có vị có thần thông họ khiến nó đi đứng được, khiến đi đứng được, nhưng mà cái chuyện nó làm cái gì chứ thì hỏi một số chuyện họ không biết, thần thông tạo đến mức độ nào đó thôi. Còn cái thần thông của Đức Phật thì tôi không biết là người làm đến đâu, tôi không biết, nhưng mà cái sự hoàn chỉnh là gì đâu mà. Cho nên hôm nay chúng ta học về tam đề hỷ, tức là chúng cái gọi là chúng sanh nó chỉ gồm có ba khúc cộng lại thôi, có lúc thì nó là hỷ, có lúc nó là lạc, có lúc nó là xả. Mà hỷ đây là gì? Là bốn tâm tham tọa hỷ, ngã chỉ có sinh tiếu mà tôi giảng bên mông thiên địa như vậy đó. Mà tôi muốn các vị sau này như vậy, tức là sau này chỉ cần nhìn cái chữ gì đó, cái tên này, cái địa danh nào đó là nó bùm một đống. Chứ còn mà mình nhìn tới đâu biết tới đó thì ủa. Nhưng một cái người mà họ biết như chỉ cần mà cho họ ly cà phê, chỉ cần nói lại ly cà phê espresso là nói cho nghe tại sao nó lấy nước nào Ý rồi cappuccino mocha về arabica biết, còn mình thì chỉ biết uống thực phẩm tươi gì. Rồi 12 dục giới tình hảo tòa hỷ nhé. Rồi gì nữa? 11 sơ thiền, từ đây đếm xuống. 11 nhị thiền, từ đếm xuống. 1 tam thiền. Rồi còn sở hữu thì 25 tịnh hảo, 2 hôn phần, 3 tâm phần, 2 si phần, 12 tự tha trừ trừ hỷ. Rồi bây giờ trừ chính nó nha. Ok. Rồi cái thứ hai, tất cả pháp câu hành lạc, có nghĩa là những pháp mà đi chung với lạc họ đó, thì ở đây gồm có là 51 tâm sanh chung với hỷ. Đâu đếm này, 51 đó, 51 nè, phải không? 51 tâm sinh chung với hỷ.
thân thức thọ lạc và 11 tâm, tâm tứ thiền. Còn sở hữu á thì âm lâm định hảo 2 phần, 3 tham phần, 4 si phần và 12 tự tha thường thọ. Rồi cái tất cả pháp câu hành xả đó, nó đi chung với xả thọ đó, thì gồm 4 tâm tham thọ xả nhé. Làm tâu câu hành với hỷ, một tâm tứ thiền, đúng không? Đúng chưa? Ok. Bây giờ 4 tâm tham thọ xả nè, 2 si, 23 ngũ thiền, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả, 4 mở 14 tâm phu nhân, trừ 2 thân thức. Mà tại sao trừ? Bây giờ 2 thân thức nó không phải là thọ hỷ, phải không ạ? Xin lỗi, nó không phải là thọ xả. Rồi quan sát thọ hỷ nó cũng phải là thọ xả, rồi sinh tiếu nó cũng phải là thọ xả, không phải thọ hỷ. Ok, nên trừ nó ra. Rồi sở hữu tâm nó thì gồm hữu 25 tịnh hảo, hoài nghi, hung phần, hoài nghi thọ xả, tu vi si nữa, thọ xả nha. Còn tại sao mà phóng vật không kể ở đây? Vì phóng vật nó đi chung với ai thì nó ảnh hưởng. Rồi bây giờ mình học qua là cái là tam đề sơ đạo ưng trừ. Thì ở đây các vị thấy cái sơ đạo đó là chiếc bán. Tại sao chiếc bán? Tức là bởi vì cái chi pháp là nó nói đến bốn đạo, nhưng mà cái tam là cái tên của nó là chỉ lấy sơ đạo thôi, chiếc bán là lấy một khúc à. Nhưng mà vô dư cái là chi pháp lấy hết, cái pháp bản nêu. Bây giờ ngài nói rằng tất cả các cái pháp trong thế gian này đó ha, nó chỉ gồm có ba thứ thôi. Một là nó cần được chấm dứt bằng sơ đạo, rồi có những cái nó được chấm dứt bằng đạo cao, tức là ba, tức là từ nhị đạo trở lên, từ A La Hán, từ tư đà hàm, A-la-hàm, A-la-hán gọi là đạo cao nha. Rồi đó, có những pháp nó không cần gì hết, hiểu không? Nó cần nghe kịp không? Giờ tôi ví dụ nè, tại sao tôi nói cái tâm đề này nó quan trọng? Khi mà tôi khởi lên tâm tham, tôi ăn ngon quá, tôi chỉ cần suy nghĩ đây là cái tâm mà vị thánh A-la-hàm và A-la-hán không còn. Nhưng mà tu được hoàn còn không? Còn. Như vậy thì cái tâm tham nó là pháp do đạo cao hay là nó là do đạo cao hay là sơ đạo ưng trừ, tức là cần được đoạn trừ đó. Chứ phải hai pháp quán là cần được đoạn trừ. Vậy khi tôi ăn ngon, tôi biết tôi đang có tâm tham và tôi hiểu rằng cái tâm tham này nè, nó là pháp có thể được đoạn trừ bằng sơ đạo hay là bằng ba đạo cao. Hiểu không? Hoặc là khi nào tôi giận quá, đây là cái mà bậc thánh nào đoạn trừ được. Rồi khi nào mà tôi thấy tôi giỏi quá, tôi mãn nguyện, tôi thích thú về con người tôi quá, tôi thấy ngon lành quá, tôi kiêu ngạo, tôi proud về con người tôi, thì lúc tôi hiểu rằng cái tâm này là A-la-hán. Hoặc khi nào tôi cái tâm tôi nó scatter, nó phúng, nó rải tùm lum hết, cũng phải A-la-hán, hiểu không? Cho nên đó là tu đà quần thì đoạn trừ được thân ký và nghi kiến thủ, tư đà hàm cũng chỉ diệt trừ được bao nhiêu đó, nhưng mà giảm nhẹ được hai cái nữa, đó là dục ái và sân. Dục ái là gì? Dục ái tức là tham ái ở trong năm cánh trần. Tức là vị tu đà quần như ngài Anan thì ngài chỉ có ba cái, ngài vĩnh viễn không còn nữa, đó là thân kiến, tức là ngài không có nghĩ rằng nên trong đây nó có một cái linh hồn mà nó chết rồi nó chui qua chỗ khác, hoài nghi, tức là ngài không có thắc mắc làm biết Phật có thiệt không, cái sự giác ngộ của Phật có đúng không, rồi quy ngờ pháp không biết cái con đường nó ngày dạy vậy nó đúng không ta. Ông tăng không biết ông bắt chước Phật cũng cạo đầu vậy, nhưng mà không biết ông có đắc tiếng được cái gì hay không, là cạo đầu cho mát đâu bị dám như vậy. Thì ngày hôm nay không có thắc mắc, ngài biết rõ ràng lúc nào cũng có phàm tăng thì giới định tuệ ở một mức tương đối, mà bậc thánh thì ở mức rốt ráo như vậy thôi. Ngài hiểu, ngài tính chắc cái gì nữa. Và đối với ngài nghĩ về bậc thánh phàm, nghĩ mắc cười lắm. Ngài nghĩ thánh nhân á còn giống như một lúa mình đi đem luộc vậy, tức là cũng còn hình dáng ngọt lúa nhưng mà không đem trồng nữa vì tham sân si vẫn còn. Còn phàm nhân thì giống như học lúa mình chưa có luộc vậy. Ngài nghĩ một cái rất là ngài, cho nên ngài không có còn hoài nghi. Ngài không hoài nghi và ngài tin chắc là trên đời này cái gì có là cái đó phải mất, là cái nó mất. Bởi vì trên đời này không có cái gì mà nó không có nhúc nhích mà nó tồn tại, nó không sợ nhúc nhích thì không đúng, nhưng mà không có gì mà nó không vận động mà nó có thể tồn tại. Ví dụ như con người, nếu mà mình tiếc nuối thanh xuân, mình muốn đựng như mình già thì nó là cái sai lầm. Bởi vì nếu quả thật mà mình muốn mình có thể không bao giờ già đó,
thì hồi nhỏ mình đã không lớn rồi, mình đẻ ra làm sao mình cứ vậy suốt đời. Tôi nói có hiểu không? Không có hiểu không? Tức là nếu quả thật mà nó có một cái gì đó mà nó không vô thường gì, tự vậy con người mình hồi nhỏ mình đẻ ra mình đẻ như vậy, mà chính nhờ một đứa bé mà nó trưởng thành ra một thiếu nữ cho mình, thì nếu điều đó cũng có nghĩa là nam ai người thiếu nữ làm ơn dài tôi cái hồi nhỏ bà hồi bà nhỏ thì bà đòi bà vậy thì rồi bây giờ bà vậy thì đi, bà không chịu xế chiều bà là bà nội tôi à, có hiểu không? Mà chấp nhận cái vô thường này là mình phải chấp nhận luôn cái vô thường kia. Rồi bây giờ mình mong phải có một thế giới nào nó được vô thường cho hạnh phúc, nhưng mà ra cái thế giới nào vô thường là thế giới đứng yên. Mọi thứ đứng yên có hạnh phúc không? Nó sao hạnh phúc đứa đứng yên là sao hạnh phúc? Nó phải transform liên tục như vậy nó mới vui. Nó đã trong khổ nó mới có lòi ra cái hạnh phúc. Chứ mình tôi thương bà đó quá rồi, tôi bữa nào tôi gặp được bà tôi vui, tôi nghe anh lương anh ông đầu dây mình nghe cũng vui. Rồi đằng này cái mặt quá là mình gặp là đã ghét rồi. Rồi nghe tiếng Hoa Thiện Tịnh hồi nãy nó mộng tôi nó có cái số tôi biết ai đấy chứ nó lên nó mệt chết khó ta cũng ngắt cái dây nghe mình disconnect luôn ghét. Còn có nhiều người họ không gửi mình là mình cũng đem hôm mình cộng hai ba cái, một cái phone không phone cái xem là alo mà cái hồi mà gặp tôi rồi chửi một trận tức quá sao ở đâu làm gì về mà cái giọng tiếng mình ghét rồi đó khổ trả lời luôn. Cho nên tại sao đời có hạnh phúc là vì nó có thương rồi nó cũng có nhớ, mà cái nhớ nó càng dữ dội gì nào nó gặp nó mới mừng, mà đói càng đói bạo ăn nó mới ngon, mà khát khát tàn khóc uống nó mới đã, mà cái thứ diarrhea thì cầu nó mới sướng. Chứ còn cái thứ mà hồi đó tôi nhớ ông ở nhà con thử người Tàu cũng mắc cười lắm, cũng nghe tôi bị ngứa, tôi nghe bị ngứa sao nói chị hoài xin nghe uống nước vô cái tới trời cô ơi tôi không khát thì tôi uống không khát cũng phải uống, nó uống được nó không có bón. Chứ coi con này sáng nào cũng uống, bà nói xong bà cầm nguyên một cái chai bự ọc 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 đó xem đó uống vậy đi nó mới quật chứ nó... Thật ra tôi uống tôi mở sáng sớm bụng nói mà uống nó giọng tôi ói, mà có nhiều người uống hay lắm mà uống ọc ọc đó nó có giống như ra hết nha. Cho nên tôi nói rằng cái hạnh phúc trên đời này nó lớn, nó càng lớn là nó phải có một cái đau khổ thật là lớn nằm ghế mình cái này. Có một cái người mà mình ở gần họ mình hạnh phúc quá hạnh phúc, điều đó có nghĩa là nay mai mất cái bà đó mình sẽ đau khổ cực kỳ. Còn có những người nào mà họ mất họ rồi mà mình vui cực kỳ, có nghe lúc nãy gần họ mình gỗ cực kỳ. Hiểu không? Hiểu không? Cái gì mà mình được á mà mình hạnh phúc cực kỳ thì mất mình sẽ đau khổ cực kỳ. Mà cái gì mà lúc mình mất mình hạnh phúc cực kỳ, nghĩa lúc mình được nó là mình đau khổ cực kỳ. Tự nhiên giờ tôi đem giao cho cái bà này 90 tuổi kêu tối nào cũng về massage cho bà, nấu cơm cho bà. Trời ơi bà nội tôi chết tôi lúc cho nổi. 90 là bà là nhìn tôi không biết là tôi là ai rồi, là tôi đã mệt rồi. Vả là mặt bụng tay beo mà cứ như xô xè chứ thể là chết rồi, nhưng mà nhờ cái là mình gặp vả người nó đột kìa thì another one rồi nó rất là vui thế. Cái cuộc đời mình nó là cái như thế. Nhưng tôi biết ở Phật tử vô chùa này nó có nhiều người ở vô chùa họ không gặp cái vị lớn họ buồn, nhưng có nhiều người họ vô chùa họ gặp cái vị lớn họ lại sợ, họ lại sợ. Để tùy người, có nhiều người như tôi là tôi gặp cái gì lớn tôi sợ luôn. Không nhìn cái này uống bia sữa bột. Đúng rồi, cô mỗi lần học nó giác lại cho tôi phát kia. Cô cho mình một cái động mình cho là có cái tỉnh. Mà cô một con mắt cô tinh nữa cô mới nhìn như thế đã thôi nhé. Ít quá. Hay tôi thấy cái này mà chưa tôi nói cô nghe cái này đặc biệt nữa. Tu nó thoải mái mà đắc nó khó khăn. Có người nó tu khó khăn nhưng mà đắc cũng thoải mái, có người tu thoải mái mà đắc cũng thoải mái, có người tu khó khăn đắc cũng khó khăn. Mình chủ trương thôi kệ, nếu mà đắc khó khăn thì cũng kệ đấy, nhưng mà điều tu cũng thoải mái. Cái gì vui thôi, nhưng mà đừng có cái xà đà đừng quá trớn. 60 là anip có nghĩa là những pháp mà nó cần phải được bậc tu đầu quần chấm dứt, thì đó chính là 4 tâm tham hợp tà và si hoài nghi. Đủ chưa nói về sở hữu tâm đó thì gồm sở hữu hoài nghi, sở hai hôn phần, tham tà kiến. Giờ tôi hỏi lớp vị tu đà quần còn tham phần mà tại sao đây lại kéo tham phần luôn đi? Tham phần trong trường hợp nó đi chung với tâm tham hữu trợ, tâm sân hữu trợ, có hiểu không? Có hiểu tại sao phải trừ nó là bởi vì bây giờ tôi hỏi các vị nè, 4 tâm tham học tà với si hoài nghi đó, hiểu trong 4 tâm tham học tà này có lúc nào nó có hôn phần không? Nó trừ nó là trừ trong lúc nó nào nó đi chung với 4 tâm tham học tà đó.
nó hiểu. Trừ là trừ trong lúc nó đi chung với bốn tâm hợp tà. Ok. Tôi ghét cô Thủy quá, tôi không muốn cô Thủy ở trong nhà tôi. Tôi nói lấy hết đồ thể dục rồi sao? Ha. Cô Thủy nghe không? Dùng hết đồ sao? Thì trong đó nó có một cái áo chặt kia. Dùng luôn. Thủy đổ cô Thủy rồi tôi để trong nhà. Làm sao dục xong, dục hết tất cả đồ cô Thủy ra ngoài sân. Ở trong nhà tôi còn cái áo chặt kia nào. Nói vậy sao được? Tôi không có sao chặt kia. Tôi dùng lên, tôi dùng cái chết hết của cổ thôi. Nhưng trong phòng tôi có chặt hết của tôi vẫn còn chứ. Sao ngu vậy? Nó ngu thiệt á. Nó không chửi ủ nữa nha. No, tôi hỏi sau khi tôi dùng hết đồ cô Thủy trong nhà tôi nó còn áo jacket nào không còn hay không còn? Ở Mỹ này phải nói là người nghèo hết mấy thì nó cũng phải có cái jacket trong nhà, nghèo lắm, nghèo cỡ như tôi cũng phải có. Dù giàu như quý vị cũng phải có, nghèo như tôi cũng phải có. Thấm sự nghèo mà chỉ có năm cái cả. Thủy cô toàn là ba cái chuột cắn nó rất tan mấy tôi mặt mà cỡ luôn. Rất không, có lần mặt sở hữu tâm nha, là sở hữu hoài nghi. Hai ôn phần, tham, tà kiến, bốn si phần và 13 đại tha. Đó là ta có ghi nè, cùng hợp với bốn tâm tham hợp tà và tâm si phần nghi, hiểu không? Tức là họ kể sở hữu này nhưng mà xong họ thông câu là trừ cái đám này, mà cái đám này là khi nào nó đi chung với người ta mới trừ nha. Rồi còn si phần nghi là chắc chắn rồi, si phần nghi là phải trừ nó rồi. Còn mấy kia là trừ là đúng đi theo người ta. Nhưng tà kiến là cũng phải trừ nó luôn. Vì sao? Vì tà kiến nó không có trong lòng vì tu đùa. Và thêm nữa, đối với trực giác bậc sơ đồ và làm cho mình được mình, chúng ta phải trực giác một cái tuệ giác, sửa lại nha, tuệ giác, sửa chữ trực thành chữ tuệ, tuệ giác của sơ đồ. Tức là đó, mình nói giờ mình cứ ngồi mình tưởng tượng, mình nghe nói là chỉ có tư đại hàm nó giảm nhẹ dục ái và sân, nhưng mà ra là vì tu đồ hoặc họ đã giảm, họ giảm cái giảm họ nó ít hơn là vì tư đại hàm, hàm giảm nhiều hơn. Tại sao gọi là giảm? Bởi vì vị tu đồ quần dầu cũng còn tâm sân phải không, nhưng mà cái tâm sân nó vĩnh viễn không đủ để làm chuyện sát sanh, nhưng mà vì nó có thể có nặng lời, tức là không có thể dẫn chuyện sát sanh hoặc là hại người thì không có, nhưng mình phải nói là những câu mình tức á. Nhưng mà riêng ông A Hàm này ổng cái sân ổng nó chỉ là một thoáng nhẹ trong kinh, nó cái sân của vị A Hàm nó giống như là cái tu đà hàm, nó giống như là một cái gợn nước trên một cái chữ viết trên nước vậy, tức là nó có nhưng mà rồi nó mất. Còn cái sân của vị tư đồ quần nó giống nước viết chữ viết trên cát vậy đó. Tức là thấy rõ ràng lắm, không có thiếu nét nào, nhưng mà hồi gió thổi bay hết rồi. Còn cái tham của mình, cái sân của mình giống như khắc trên đá, không phải đâu, mình giống chữ khắc trên stainless steel đó. Đá thì nó cũng có màu mài mòn chứ còn stainless steel là bà cố nổ giống như là mài thôi. Ngủ quá đi sáng, lấy cái bệnh đàn bà qua đây. Không, bệnh là bệnh nhỏ mọn, bệnh ác ôn, bệnh ganh ghét. Nó dính vô tôi. Như đó, đâu gì đó nó ác hơn vậy. Nhập vô tôi hoàn cũng còn tâm tham sân, nhưng mà cái của ngài nó không đủ đi luôn lọt như đủ. Nhưng mà có điều ngài có thể show up ra cho mình thấy. Còn riêng vị A Tư Đà Hàm là nó biền biệt, nó chỉ có trước cho vui chấm lòng những gì đó. Còn anh Hàm là vĩnh viễn không có sân, và cũng vĩnh viễn không có dục ái, tức là giờ ăn ngon gì thì các ngài cũng thức mất. Tôi không dám nói cao đạo, tôi tu hành cái gì khỏi giới thiệu thì biết, nhưng mà có điều tôi phải nói giúp cho người mỗi kinh nghiệm